tay cây này mạnh lắm. Đừng có dùng bừa, im đi, người không giao. Bản vương đích thân xuống tìm. Tìm thấy rồi, dài dài. Trấn Bắc Vương, súng này khi nào cô dụng chúng ta sẽ giới thiệu sau. Đây không phải là anh cây đâu. Ở đây có một rừng mỹ nữ. Ta là thái tử Lý Ngọc Thành. Không phải đã bị tam hoàng tử Lý Trường Hà, Câu Tiễn và Trương Quý Phi giết chết trong rừng sao? Lẽ nào ta được tái sinh lần nữa? Tên phế vật người không xứng tranh giành thái tử với tam hoàng tử. Hoàng huynh, buông ra. Thần đệ, đệ thực sự xin lỗi. Nếu huynh không chết, ta không thể là thái tử. Nếu ta không thể trở thành thái tử thì ta không thể lên ngôi. Không thể lên ngôi, vậy thì làm sao ta có thể kế thừa được thế giới? Từ khi xuyên không, ta chưa hiểu chuyện gì. Tam hoàng tử Lý Trường Hà đã nhờ vị hôn thê Hứa Từ Từ cố tình dụ dỗ ta. Ta đang dự định điền vào chỗ trống, kết quả là đã bị bắt vào rừng, làm ta thân bại danh liệt, kết cục là đã chết thảm. Hứa Từ Từ, thái tử điện, bề rượu và rừng thịt tươi này có hương vị độc đáo. Sao chúng ta không ngồi đây nhâm nhi tí nhỉ? Thái tử điện hạ, sao ngài không nói gì? Lẽ nào không muốn nô gia giúp thái tử thư giãn sao? Nếu không thích ở đây, cũng có thể đến dinh thự của thái tử. Hôm nay là năm bao nhiêu? Hoàng đế Đại Chu lên ngôi đã 7 năm. Thái tử điện hạ, chúng ta chuyển chủ đề nhé. Hồn nhiên ta đã tái sinh về lúc trước khi Lý Trường Hà gài ta, nàng nhâm rồi. Nói đi, tên phế vật Lý Trường Hà đó đã cho nàng lợi ích gì, sao lại để nàng đến hại bổn thái tử? Thái tử điện hạ, nô gia không hiểu ngài đang nói gì. Không hiểu sao? Vậy để ta nói cho. Lý Trường Hà, tên phế vật đó có phải đang dẫn người đến đây? Hắn muốn tố ta làm nhục cô, vị hôn thê của tam hoàng tử, con gái của thừa tướng. Ta sẽ không bao giờ để tên phế vật Lý Trường Hà thành công lần này. Mọi người nghe lệnh của bổn thái tử đây. Lập tức truyền tin vệ binh hoàng gia đã phong tỏa khu vực này. Không ai được phép đột nhập. Ai đột nhập vào, dùng gậy đánh chết. Thái tử điện hạ, ngài định làm gì? Thái tử điện hạ, buông ta ra, buông ta ra. Hôm nay ta sẽ thử xem hôn thê của tam hoàng tử có hương vị gì. Lý Ngọc Thành, buông ta ra. Sợ cái gì? Lại đây. Cái thứ vô dụng này. Hắn điên rồi. Đó là hôn thê chưa cưới của bổn hoàng tử. Tên phế vật này. Ta đã nói với ngươi chưa? Thời điểm quan trọng, ngươi phải ngăn hắn lại. Để có trải nghiệm tốt nhất. Xin tam hoàng tử thứ tội, nô tài tội đáng phải chết. Nhưng mà, xung quanh đã bị thái tử chặn hết, nô tài có phân phận gì? Nô tài, sao dám dẫn người đột nhập vào đó? Đáng chết, xuống địa ngục đi. Vị hôn thê đó đến bổn hoàng tử còn chưa chạm vào. Chuyện đã đến bước này. Mời Trương Quý Phi. Ta muốn, tối nay, hắn phải chết. Lý Ngọc Thành. Sao ngươi dám chạm vào vị hôn thê của ta? Ta muốn mạng của ngươi. Ngươi gọi ta là gì? Còn dám hành động? Sao ngươi dám làm điều đó? Ta là tam hoàng tử Đại Chu, là người được bệ hạ yêu thích nhất. Hứa Tư Tư là vị hôn thê được bệ hạ chỉ định cho ta. Chuyện xảy ra hôm nay, phụ hoàng đã biết. Vị trí thái tử của ngươi sẽ bị phế truất. Ngươi đã gọi ta là gì? Ngươi lại đánh ta. Ta là tam hoàng tử. Ngươi đã gọi ta là gì? Vậy mới đúng đó. Ta là con trai cả của hoàng hậu, và ngươi chỉ là con một cung nữ, một kẻ tầm thường. Từ giờ gặp ta, ngươi phải quỳ xuống, ngươi hiểu không? Nếu không thì ta giết ngươi. Thật là lỗ bịch vớ vẩn. Ngươi đặt phẩm giá của hoàng gia ở đâu? Nương nương, bệ hạ ghét nhất huynh đệ đối địch. Nghịch tử, sao ngươi dám tấn công Trường Hạ? Ngươi còn xúc phạm hôn thê được bệ hạ ban. Ngươi thực sự không sợ bệ hạ tức giận?
con mụ này không thể tự mình sinh con trai. Bí mật giúp Lý Trường Hà lên nắm quyền. Lần này ta sẽ thay đổi hoàn toàn và đứng lên kiểm soát, ta sẽ không để ai làm nhục nữa. Chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. Sợ, có gì ta phải sợ, ta là đương kim thái tử. Ta đang giáo huấn một thứ thấp hèn trong gia đình có gì sai. Về phần Hứa Tư Tư này sẽ thuộc về bổn thái tử. Ta ngủ rồi. Đó là vinh dự của cô ấy. Ngươi, sao vậy, quý phi nương nương cũng muốn trải nghiệm bể rượu và rừng thịt này. Ta không có. Không có, đừng giả vờ nữa. Phụ hoàng ta không làm được nữa rồi. Nhưng bổn thái tử còn trẻ. Ta nói đúng không, quý phi nương nương, cút ra, đến bổn cung người cũng dám trêu chọc. Được rồi, ta sẽ nói chuyện này với bệ hạ. Chờ bị phế đi. Ngươi không nghe thấy gì cả. Không thấy gì cả. Tương lai ai là chủ nhân, các người đến rõ, chỉ cần các người im miệng, tương lai các người sẽ thịnh vượng. Thấy chưa, quý phi nương nương, đây là Đại Chu. Bổn thái tử là người quyền lực, đừng nói là cô ta. Dù là nương nương, chỉ cần bổn thái tử muốn, ai dám tiết lộ ra ngoài. Đồ quái vật, ngươi định làm gì? Ta là quý phi đó. Quý phi, danh hiệu này không hay chút nào. Tương lai, người muốn thành hoàng hậu không? Lý Ngọc Thành. Bệ hạ đang tìm kiếm tam hoàng tử. Hôm nay thì lực của phụ hoàng thật. Có người đến tìm ngươi. Vậy thì tối nay ta sẽ để ngươi đi. Lần sau không may mắn như vậy đâu. Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to khoảng một. Người có sao không? Để có trải nghiệm tốt nhất. Người yên tâm, người không phải chịu lâu đâu. Ngày mai gặp phụ hoàng, con sẽ phế hắn. Tên phế vật. Chờ thái tử bị phế, ta sẽ không để hắn sống, không tha cho hắn. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trương Hà, lại đây. Phụ hoàng, Trương Hà, tài năng và sức mạnh của ngươi đã vượt xa người khác. Nếu Đại Chu giao cho ngươi, chấm yên tâm hơn. Chấm dự định biến ngươi thành thái tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng, hãy suy nghĩ kỹ. Thái tử gánh trên vai trọng trách triều đình. Hơn nữa, thái tử điện hạ là con trai trưởng, dù đôi khi sức mạnh không phù hợp. Có vẻ như sự việc xảy ra đêm nay. Nhi thần không dám đâu. Nói, cụ thể là đã có chuyện gì? Đêm nay, thái tử vui vẻ ở bể rượu rừng thịt, hắn đã làm nhục hôn thê của nhi thần, Hứa Tư Tư. Nhi thần và Trương Quý Phi tiến đến ngăn cản. Hắn không chỉ đánh nhi thần, hắn còn sỉ nhục cả Trương Quý Phi. Nhi thần xin phụ hoàng hãy đứng ra làm chủ chuyện này. Tên khốn, lại làm ra chuyện này. Chuyện Hứa Tư Tư ngày mai vào cung, ngươi lùi đi. Ngoài ra, Trương Quý Phi dẫn theo 8 thị vệ trở lệnh. Phụ hoàng, dù sao. Để ta quay lại. Ta chắc chắn sẽ tự tay giết các người. Lẽ nào ngươi thực sự biến điều ước của ta thành hiện thực? Hãy giúp ta, hãy giúp ta. Đưa ta một khẩu AK. Đưa cho ta một bộ áo giáp. Cho ta một quả lựu đạn. Viên ngọc này thực sự đáp ứng mọi yêu cầu. Ngày mai ta sẽ mang khẩu AK lên triều. Nếu vị hoàng đế ngu ngốc này dám chiếm lấy vị trí thái tử một lần nữa, đừng trách tàn nhẫn.
Ta không quan tâm tới địa vị thái tử, ta chỉ muốn sống thoải mái tự do. Nhưng có ngươi lại bắt nạt ta, dùng thủ đoạn, muốn mọi thứ từ ta, còn muốn ta phải chết. Phụ hoàng lại bảo ta đến đại điện lần nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này chứng tỏ tam hoàng tử đã an bài mọi việc, muốn chất phế vị trí thái tử của ta. Cô nghĩ hắn sẽ thành công? Trong tim nô tỳ chỉ có mình thái tử điện hạ. Nói hay lắm, Lý Trường Hà cái tên phế vật đó lại dám tranh vị trí thái tử của ta. Đại Chu dường như bình yên. Trên thực tế, thực ra Trấn Bắc Vương đã dẫn 300.000 quân Bắc Lương trấn giữ Bắc Thành, tướng lĩnh của chúng còn mạnh hơn của vua cha. Vì chuyện này, bổn thái tử phải vui vẻ một lúc. Người đâu? Trấn Bắc Vương đã trở lại kinh 3 ngày trước. Bức thư này và cuộc cầu sắt này là quà của bổn thái tử, nhất định phải giao đến Trấn Bắc Vương. Cung tiến thái tử điện hạ. Cung tiến thái tử điện hạ. Tam hoàng tử, bệ hạ đang ở trong đại điện tối cao cùng với các quan chức từ cấp 3 trở lên đang suy nghĩ làm thế nào có thể phế truất thái tử. Tương lai, cũng xin điện hạ hỗ trợ và động viên chúng ta nhiều hơn. Định mệnh của đời ta, không ai khác là người. Cảm ơn điện hạ. Lý Ngọc Thành. Dưới chân hắn có cái gì vậy? Bánh xe. Dừng lại. Tránh đường cho bổn thái tử. Lý Ngọc Thành, tam hoàng tử mang dòng máu hoàng gia, người nói chuyện thô tục quá, không biết lễ nghi sao. Tránh ra. Lý Ngọc Thành, đây là sảnh đại tối cao. Phụ hoàng ở trong. Thái tử điện hạ, người vô cớ đánh lão nô. Lão nô là tâm phúc bên bệ hạ, người không sợ ta sẽ nói cho bệ hạ sao? Lý Ngọc Thành hoang dâm vô độ, nhân cách xấu xa, không giống một hoàng đế tốt. Cả hoàng cung đều biết vị trí thái tử của hắn sắp bị phế truất. Người được bệ hạ yêu thích nhất chính là tam hoàng tử. Hôm nay ta đã xúc phạm ngươi, đây là cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành của mình với tam hoàng tử. Ngươi vừa nói gì? Cái quái gì đây? Ngươi chỉ là một tên cẩu nô tài. Có tin bổn thái tử giết ngươi tại chỗ, ngươi cho rằng hoàng đế sẽ trách ta giết ngươi sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Quỳ xuống. Nhìn hắn xem. Tên ngốc, nhớ đó, đây được gọi là xe cân bằng. Bẩm báo bệ hạ, thần không phản đối việc bãi bỏ thái tử. Xin bệ hạ gia chỉ, thần không phản đối. Xin bệ hạ gia chỉ. Bổn thái tử phản đối. Lý Ngọc Thành, bệ hạ còn chưa cho ngươi vào, ra ngoài cửa đợi đi. Xâm nhập trái phép, làm ra vẻ nguy hiểm tại đại điện, đây là tội thiếu tôn trọng, thiếu tôn trọng. Thật là nực cười khi những lời này lại thốt ra từ miệng ngươi, ta thái tử. Ngươi là thần tử, gặp thái tử không những không chào, còn không tôn trọng bổn thái tử. Ta thấy ngươi muốn chết. Ngươi cái gì? Ngươi ý muốn phế truất bổn thái tử. Kiếp trước ta đã tin lời nói dối của lão. Kết quả là nháy mắt, Lý Trường Hà lên thái tử. Giờ ta phải sử dụng công nghệ hiện đại tạo ra thay đổi. Nếu Lý Trường Hà lên, ta sẽ bị hắn giết chết. Phụ hoàng. Như mọi người biết, người có hai người con. Con và Lý Trường Hà. Lý Trường Hà chỉ là tên phế vật, thứ tồi tệ hơn cả phần chó. Lẽ nào người muốn lập hắn lên? Vì vậy theo nhi thần, không cần thiết phải phế truất thái tử. Hãy phóng to khoảng 1.7 để có trải nghiệm tốt nhất. Đại nghịch bất đạo. Lý Ngọc Thành, đây là đại điện tối cao, người có chĩa thanh sắt này cũng không thể giết bệ hạ. Bệ hạ, thái tử điên rồi, dùng cục sắt trong tay đánh lão nô. Xin bệ hạ hãy làm chủ cho lão nô. Thái tử không có đức hạnh. Những năm gần đây, tam hoàng tử tới phương Bắc cứu trợ thiên tai cho Đại Chu, vào Nam dẹp loạn, thành tựu to lớn, mọi người đều khen. Còn thái tử điện hạ của chúng ta thì sao? Ngươi đã làm được gì? Bệ hạ, thái tử đánh đập đại thần, quấy rối phụ nữ, thường xuyên xuất cung đến kỹ viện, trong cung xây cả một bể rượu, dừng thì sống xa hoa sang trọng.
suy thoái đạo đức, là kẻ vô dụng. Vô dụng đối với quốc gia, dân tộc và an ninh xã hội. Lý Tổng Quản nói không sai, thái tử kiêu ngạo, vô đức, thần khẩn cầu bệ hạ lập thái tử mới để củng cố nền tảng Đại Chu. Thái tử vô năng, xin bệ hạ để Tam Hoàng tử làm thái tử. Xin bệ hạ để Tam Hoàng tử làm thái tử. Xin bệ hạ để Tam Hoàng tử làm thái tử. Lý Ngọc Thành, người nghe chưa, những quan chức triều đại nói gì? Có ai nói hộ người không? Người nói ta là phần chó. Ngươi còn tệ hơn phần chó. Bổn thái tử có cần phải dạy cho ngươi một bài học không? Ngươi không tôn trọng huynh trưởng, công khai thách thức. Ngươi muốn chết sao? Thái tử, ngươi sắp không còn là thái tử rồi. Lý Ngọc Thành, hãy mở mắt ra và nhìn Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử mới là người mọi người hy vọng. Là người thừa kế của đại tương lai. Tại sao ngươi lại cầm cục sắt này làm gì? Không phục sao? Tất cả bá quan văn võ đều ở đây. Nếu ngươi không phục, ngươi có thể thử. Để xem tên phế vật ngươi giỏi hơn gì bổn hoàng tử. Lý Trường Hà, tên phế vật ngươi có tư cách gì có thể so sánh với bổn thái tử? Ngươi chỉ là con một cung nữ, thân phận thấp kém, ngươi cũng nhiều lần muốn so sánh mình với bổn thái tử. Đây chắc chắn là một sự sỉ nhục đối với hoàng tộc Đại Chu. Ngươi đâu, và miệng hắn, ai dám? Có ai nghe ngươi không? Cả triều đình này, có ai nghe lời ngươi không? Có ta. Hứa Tư Tư là người của bổn hoàng tử. Đây là thời điểm tốt. Chỉ cần trong đám đông vạch trần Lý Ngọc Thành, hôm nay có thần thánh đến cũng không cứu được. Lý Ngọc Thành, người chết đến nơi rồi. Tư Tư. Cô điên rồi sao? Sao cô lại đánh ta? Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ muốn tranh giành quyền lực với đại ca. Nhưng mà còn gì nữa, đại ca đi khắp nơi vô khống chuyện của nhi thần. Nhi thần là con của một cung nữ, nhi thần không quan tâm. Nhưng hắn đã bôi nhọ danh dự của người, và hắn còn xúc phạm hôn thê sắp cưới của nhi thần. Hứa Tư Tư, phụ hoàng, người phải làm chủ cho nhi thần. Lý Ngọc Thành, ngươi, ngươi thực sự đã xúc phạm con gái ta. Sao ngươi dám? Con gái của ta là hôn thê của Tam Hoàng tử được bệ hạ ban hôn. Xin bệ làm chủ chuyện này cho con gái thần. Bệ hạ, Tam Hoàng tử nói không sai. Lý Ngọc Thành chẳng những làm nhục con gái thừa tướng, còn tung tin đồn bừa bãi trong hoàng cung. Nói Tam Hoàng tử là con của cung nữ trong cung, giờ đang có rất nhiều đang bàn tán chuyện này. Tác động của chuyện này là cực kỳ xấu, vô lý. Tam Hoàng tử là huyết thống của bệ hạ. Cho dù có là cung nữ, Tam Hoàng tử điện hạ hơn Lý Ngọc Thành về mọi mặt, cả về năng lực và cách ứng xử. Trở thành thái tử, trên đời này tuyệt đối không có ai dám buồn chuyện. Bệ hạ, xin hãy lập thái tử. Xin bệ hạ hãy chỉ định một thái tử khác. Xin bệ hạ hãy chỉ định một thái tử khác. Các người mù thật rồi. Tên phế vật Lý Trường Hà nói ta đã xúc phạm con gái của Hứa thừa tướng. Ngươi lại tin sao? Đây rõ ràng là có người đã gài bẫy bổn thái tử. Sao các người không nhìn ra? Tiểu đứa ở đây, để nó nói. Nàng là hôn thê của Tam Hoàng tử, nhưng thân xác đã được trao cho bổn thái tử. Nàng nghĩ nếu Tam Hoàng tử lên ngôi, liệu có thể yêu ái nàng, một sản phẩm đã qua tay ta. Nên chọn Tam Hoàng tử hay bổn thái tử, nàng nên biết rõ, phải không? Chà, bệ hạ là Tam Hoàng tử, để tiểu nữ cố tình đến dụ dỗ thái tử điện hạ mà thôi. Nói rằng sẽ đưa người đến vào thời điểm quan trọng, sau đó sẽ bạch trần thái tử cho bản dân thiên hạ. Như vậy hắn có thể nhanh chóng tiếp quản vị trí thái tử. Tiểu nữ không dám nói sai nửa lời, đây đều là sự thật, không nói dối. Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Ngươi chỉ là phế vật, ai đã cho ngươi dũng khí dám công khai đe dọa Tư Tư? Hoàng, giả đó, tất cả đều là giả. Đây là vợ sắp cưới của nhi thần, sao nhi thần có thể làm điều ngu ngốc vậy? Trương Quý Phi, Trương Quý Phi có mặt có thể làm chứng. Phụ hoàng, nói không sai, có nhiều hoạn quan báo cáo lão nô. Chuyện này là do Lý Ngọc Thành làm, chính hắn là người đổ nước bẩn lên người Tam Hoàng tử. Con gái, Lý Ngọc Thành có đe dọa con không? Bệ hạ đang ở đây, đừng sợ. Cha, mọi điều con nói đều là sự thật. Con làm phụ thân tức chết rồi.
Các ngươi đều nói thái tử vô năng. Ta thấy tất cả các ngươi mới vậy. Thật kinh tởm, sự thật tất cả đã phơi bày, ngươi vẫn không tin à, còn muốn vu khống ta. Các ngươi còn là người không? Hỗn xược, tạm thời không nhắc đến Hứa Từ Từ, sau này sẽ điều tra rõ ràng, phụ hoàng, nhân chứng ở ngay đây. Còn gì để điều tra nữa? Điều này rõ ràng người không muốn tốt cho ta. Hả? Chuyện giang sơn đất nước quan trọng. Đại Chu, vì người dân bách tính. Trao ngôi thái tử cho Trường Hà cũng là một bước đi khôn ngoan của trẫm. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là hoàng tử. Ngọc Thành, ngươi nhìn xem, văn võ bá quan trên triều không ai ủng hộ ngươi, cho dù có trở thành hoàng đế, thế giới này cũng sẽ không ổn định. Ta không phục. Bệ hạ đã lên tiếng. Không phục mà được à? Chỉ vì ta có một khẩu AK trong tay. Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to khoảng 1.7 để có trải nghiệm tốt nhất. Rồi, hắn chết rồi. Chết rồi. Ngươi, ở tại đại điện tối cao, dám dùng vũ khí ẩn giết người. Lý Ngọc Thành, sao ngươi dám giết người công khai như vậy? Dám giết công thần của Đại Chu. Phụ hoàng, hắn sẽ ám sát phụ hoàng. Các vị, hắn đang lên kế hoạch mưu phản đó. Quân đâu? Quân đâu, nhanh lên, bắt lấy Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành, ngươi muốn phản sao? Bỏ vũ khí trong tay ngươi xuống, chấm sẽ tha chết cho ngươi. Nếu không, ngươi là con ruột của chấm, chấm cũng sẽ không tha. Thái tử điện hạ, đừng bốc đồng. Thực sự sẽ chết đó. AK trên tay và ta đã mặc áo giáp. Ta sợ cái rắm, một khi đạn bay ra, sẽ gục ngay tại chỗ. Ta chết thế nào được? Bổn thái tử đã hứa với cô vinh hóa phú quý, tuyệt đối sẽ không thất hứa. Lý Ngọc Thành, còn không bỏ vũ khí của người xuống. Nếu không thì đao kiếm vô tình, người duy nhất chết sẽ là người. Tên phế vật này thực sự điên rồi, dám trước đại điện làm loạn. Nhưng cũng tốt, địa vị của ngươi hôm nay sẽ bị phế. Lý Ngọc Thành, quỳ xuống cho chấm, phụ hoàng. Bởi vì người lựa chọn tin tưởng phế vật Lý Trường Hà, vậy thì đừng trách Nhi Thần tàn nhẫn. Người nghĩ kiếm của họ nhanh sao, hay là AK của Nhi Thần nhanh hơn? Lý Ngọc Thành, người to gan, Lý Ngọc Thành, sao dám uy hiếp bệ hạ? Đây là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Còn hơn cả vậy, Lý Ngọc Thành, người điên rồi. Người đang quên tổ tiên của mình sao? Ta nghĩ người đang nóng lòng, muốn nhảy qua tường. Thái tử điện hạ, đừng gây rối nữa, còn tiếp tục sẽ kết thúc đó. Các bạn nhân đang xem phim, ta xem ai dám. Nghịch tử, chấm quá chiều chuộng ngươi. Lần này ngươi bướng bỉnh, mọi chuyện kết thúc rồi. Chỉ với vũ khí của ngươi, muốn dọa chấm sao? Được cười. Hôm nay, chấm sẽ dùng Thiên Tử kiếm để giết tên nghịch tử ngươi. Có vẻ như phụ hoàng vẫn có ý định muốn phế Nhi Thần. Hả? Nhi Thần sẽ cho người câu trả lời. Phản rồi, tên này phản rồi. Lý Ngọc Thành, ngươi thật to gan. Hoàng huynh, ngươi không thể bưu hại phụ hoàng. Các ngươi bàng hoàng cái gì? Sao không bắt hắn lại? Hộ giá, lên đi, lên, lên. Sao có thể nào, bất khả xâm phạm. Chuyện hôm nay là chuyện giữa bổn thái tử và hoàng thượng. Đó là chuyện hoàng gia, ai dám tiến thêm một bước nữa sẽ chết như hai người đó. Có ai không? Ta đang chờ đây. Hộ giá, mau hộ giá. Nghịch tử, ngươi coi chấm là gì? Nhi thần xin phụ hoàng nhường ngôi. Nhi thần xin phụ hoàng nhường ngôi. Nhi thần xin phụ hoàng nhường ngôi. Thái tử, dũng mãnh quá. Phản rồi, phản rồi. Lý Ngọc Thành hoàn toàn làm phản rồi. Lý Ngọc Thành, ngươi muốn làm gì? Lý Ngọc Thành, ngươi điên rồi, dám bắt bệ hạ làm con tin còn không buông ra. Phế vật, sao hắn lại có vũ khí bí ẩn vậy? Đúng là vô lý. Ngươi sẽ chết, không còn nghi ngờ gì. Mưu sát lão già đó, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Hắn làm phản rồi. Nghịch tử, ngươi thật ngây thơ. Dù ngươi thành công có được ngai vàng thì sao? Trấn Bắc Vương nắm giữ 30 vạn quân. Dù ngươi có thiên hạ vô song, nếu không nhận được ủng hộ, ngươi sẽ trở thành tội đồ thiên hạ. Ngươi đã nghĩ đến hậu của chưa? Dám dùng Trấn Bắc Vương để đe dọa ta. Chuyện này đúng là nực cười.
dù sao chuyện cũng đến nước này, phải để lão già này tâm phục khẩu phục. Ông ta chắc chắn không biết rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ta. Nếu hôm nay Trần Bắc Vương ủng hộ Nhi Thần thì sao? Người sẽ làm gì? Trấn Bắc Vương kiểm soát 30 vạn đại quân, quyền lực tối cao, đó là người duy nhất Đại Chu, chỉ nghe lệnh vua, không nghe triều đình, kể cả là chấm cũng phải nể ba phần. Cô ta ủng hộ người. Nực cười, có thể hoàng. Người không có tầm nhìn, không thấy tài năng của Nhi Thần. Nếu Trấn Bắc Vương chọn ngươi, chấm sẽ bỏ qua sự việc hôm nay. Thông cáo thiên hạ, thoái vị nhường ngôi, phụ hoàng, đây là người nói đó. Yên tâm, Nhi Thần đã order rồi. Nhiều lắm nửa nén hương, cô ta sẽ tự mình đến đây ủng hộ Nhi Thần. Lý Ngọc Thành, ngươi chỉ là thái tử không thể chống nổi bức tường bằng bùn. Trấn Bắc Vương nghe lệnh của ngươi. Đúng là kẻ ngốc nằm bơ, bây giờ đã muộn để ngươi quay đầu. Trấn Bắc Vương là người ngay thẳng. Ngươi nghĩ Trấn Bắc Vương sẽ ủng hộ một kẻ mưu phản như ngươi sao? Trấn Bắc Vương chọn tên phế vật ngươi. Nực cười. Nếu thực sự chọn ngươi, ta quỳ xuống đầu hàng ngươi. Ta cũng không tranh quyền lực với ngươi. Ngươi có dám cá cược với ta không? Lý Ngọc Thành, nếu Trấn Bắc Vương, hắn thật sự tới, sẽ giết ngươi cho một đòn. Lý Ngọc Thành chỉ biết khoe khoang. Nếu Trấn Bắc Vương thực sự đến, hắn còn sợ tè ra quần. Sao mà dám cá cược? Một lũ người thiệt cận. Ngươi sẽ sớm biết tầm nhìn của mình hẹp đến mức nào. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phải cầu xin bổn thái tử cứu lấy Đại Chu khỏi lâm nguy. Dựa vào ngươi. Trương Hà, ta đã nói bao lần rồi, là con của một cung nữ, tên phế vật ngươi xứng đáng cá cược với ta sao? Chỉ cần một phát là có thể lấy mạng ngươi, lẽ ra ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Đừng gây rối nữa, vũ khí của ngươi có thể gây sát thương, ngay cả khi ngươi tiêu diệt Trương Hà và giết ta, với khả năng của ngươi, giang sơn của Lý gia cũng sẽ rơi vào tay người khác. Nếu quý vị xem trên điện thoại, phụ hoàng, người coi thường Nhi Thần đến vậy sao? Một vài ngày trước chiến sự báo về, người Mãn Châu tập hợp hàng triệu quân tiến về phía nam. Nếu có xung đột, chỉ tạo cơ hội cho kẻ địch. Chỉ cần ngươi bỏ vũ khí, chấm sẽ cho ngươi cơ hội tranh công bằng với Trường Hà. Trước đây ta đã cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân. Cuối cùng toàn bộ công lao đều bị lão gia hỏa này giao cho Lý Trường Hà. Đối diện với Mãn Châu cầu hòa, chủ động nhượng 36 thành phía bắc, còn tuyên bố là đề xuất của ta, để ta chịu trách nhiệm. Cuối cùng giết ta. Công bằng ở đâu, ta sẽ không tin ai hết. Phụ hoàng, chỉ là người Mãn Châu, Nhi Thần sẽ tiêu diệt chúng. Sợ cái gì, còn về cạnh tranh công bằng. Hắn không xứng. Bệ hạ, Trấn Bắc Vương đã vào cung rồi, sắp đến rồi. Lý Ngọc Thành, có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu được tình hình. Bệ hạ đã cho ngươi cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng ngươi là tên vô dụng, sao không buông vũ khí đầu hàng? Nếu không hôm nay ngươi sẽ chết. Trấn Bắc Vương rất giỏi võ thuật, không vũ khí nào chống lại được. Ngoài ra trong cung còn có vô số cao thủ. Thái tử điện hạ, bỏ cuộc đi. Lý Ngọc Thành, ta không giết ngươi, thề không làm người. Đau quá. Lý Ngọc Thành, đầu hàng đi. Ngươi, ngươi đã chết. Ai đã chết vậy? Trấn Bắc Vương. Các Lý Ngọc Thành, phim kịch ngắn người đã chết. Chúc các nạn nhân xem phim. Trấn Phi Vương, phụ hoàng đã chuẩn bị quân lương, chuẩn bị cho trận đánh, chỉ đợi người đến lấy thôi. Trấn Bắc Vương Lăng Tiêu tham kiến bệ hạ. Thần có chuyện quan trọng cần bàn, xin bệ hạ cho người không liên quan lui. Được được được, các người lui cả đi, chấm có chuyện cần bàn. Tất cả các ván võ bá quan dưới nhất phẩm lui cả đi. Quả nhiên là Trấn Bắc Vương, đi đến đâu thể hiện uy danh đến đó. Trấn Bắc Vương vào cung mang theo kiếm và áo giáp, Lý Ngọc Thành sợ là chịu số phận rồi. Vậy là tốt nhất, nếu Lý Ngọc Thành tiếp quản, vậy thì tương lai chúng ta khó sống. Đúng đúng, vẫn là tam hoàng tử thì hơn, hy vọng Trấn Bắc Vương sẽ dẹp loạn lần này. Thái tử điện hạ, ngài hãy xin tha tội. Bây giờ quỳ xuống cầu xin tha, đã quá muộn rồi. Lý Ngọc Thành, hôm nay người định mưu phản, dùng vũ khí bí ẩn để giết người trong đại điện, còn làm bị thương tam hoàng tử và bắt hoàng thượng làm con tin. Ngươi hiện tại không mau quỳ xuống. Ngươi lắm lời vậy, ta đến xé nát cái miệng của ngươi ra. Chỗ này không có chỗ của ngươi.
Lý Ngọc Thành, ngươi nóng này thất thường, đánh người tùy tiện, Đại Chu rơi vào tay ngươi. Các văn võ bá quan, người dân bách tính sẽ bị ngươi hủy diệt. Một con chó cũng dám bàn chuyện quốc gia đại sự. Còn nói thêm một câu, ta không ngần ngại cho ngươi một viên đâu. Lý Ngọc Thành, ngươi thực sự muốn trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Triều đại, Đại Chu sẽ bị phế trong tay ngươi. Ngươi, hành động, liều lĩnh, tạo nên một mớ lộn xộn. Đáng lẽ, ta nên vì Đại Chu, giết ngươi sớm hơn. Ngươi chỉ là tên phế vật, có gì để chỉ trích ta? Ta đã nói với ngươi, khi thấy bổn thái tử, phải quỳ xuống. Tôn trọng người lớn tuổi. Ngươi đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy? Còn không quỳ xuống. Lần này ta bắn nát chân ngươi. Lần sau ta sẽ bắn nát đầu ngươi. Lý Ngọc Thành to gan, biết nơi này là đâu không? Thật là kiêu ngạo. Trấn Bắc Vương cũng thấy rồi đó. Chấm yêu cầu người giết hắn. Trấn Bắc Vương, tham kiến thái tử điện hạ. Của nhiên xứng đáng là thái tử đương triều, đủ độc đoán và khốc liệt. Bên ngoài có tin đồn nói điện hạ là một gã bành trai, hèn nhát vô năng. Hôm nay thấy, của nhiên là đồn không đúng như lời. Trấn Bắc Vương, ngài có nhầm gì không? Đối với bệ hạ, ngài cũng không vậy. Lý Ngọc Thành đã bị phế truất, và cô, Trấn Bắc Vương, vừa rồi cũng nhìn thấy hành vi buồn cười của hắn. Sao còn làm vậy? Trấn Bắc Vương, đừng để bị hắn lừa dối. Sao có thể được? Sao thái tử lại làm được điều này? Xem ra Trấn Bắc Vương rất muốn đứng về phía thái tử điện hạ. Trấn Bắc Vương, đây là sao? Đó là người bị mù. Không thấy bổn thái tử xuất sắc thế nào, nhưng Trấn Bắc Vương lại có thể nhìn ra tài năng của bổn thái tử, nên mới dứt khoát chọn bổn thái tử. Gì không được sao? Dựa vào ngươi sao, Lý Ngọc Thành? Ngươi có đức hạnh gì? Ai mà không biết? Đừng để bị hắn lừa. Phế vật, nói một câu nữa, ta sẽ giết ngươi. Chấm tin vào tầm nhìn của Trấn Bắc Vương. Trường Hà, ngươi là tam hoàng tử, theo nghi thức hoàng gia, ngươi nên chào hỏi thái tử. Nhưng ngươi không làm vậy. Ngươi xứng bị vậy, chuyện xảy ra hôm nay, ta quyết định từ bỏ hoàn toàn. Bệ hạ, phụ hoàng, hãy để chấm làm vậy. Còn ngươi, Lý Công Công, luận chuyện quốc sự, tư lợi cá nhân, ngươi phải chịu tội. Nể tình ngươi ở bên chấm nhiều năm, chấm bãi bỏ chức vụ đại tổng quản nội các của ngươi. Ở hoàng cung, làm thái giám. Những năm này, ta đã xúc phạm rất nhiều người trong cung điện. Nếu bị giáng chức, còn tệ hơn cả cái chết. bệ hạ, nô tài trung thành với người mà. Bệ hạ, các đại nhân đang tam hoàng tử, ta luôn ủng hộ ngươi. Ngươi đã quên những gì đã hứa với ta sao? Đúng là tên đội ngu như heo này lại lôi kéo ta thời điểm này. Hoàng đế không trực tiếp giết ngươi, không phải cho ngươi cơ hội sao? Dùng não của ngươi đi, im miệng, ta đã hứa gì với ngươi? Sao ngươi dám nói bậy trước mặt phụ hoàng ta? Phụ hoàng, nhi thần cầu xin ngươi hãy giao Lý tổng quản cho thái tử điện hạ, để thái tử điện hạ tha thứ cho nhi thần. Hoàng huynh, nếu đã như vậy, thái tử có ý kiến gì không? Đây là muốn để tại mắt ta. Vậy ta phải tận dụng cơ hội. Vương triều Đại Chu hiện đầy kẻ xảo trá. Nhi thần là bổn thái tử, sẵn sàng vì phụ hoàng phân ưu. Yên tâm, Lý tổng quản này là một nhân tài. Nhi thần muốn hắn, được, chấm ra Lý công công cho ngươi, từ bây giờ sẽ phục vụ ngươi. Sự việc này, Trấn Bắc Vương, nghĩ sao? Bệ hạ anh minh thần vũ. Một đội quân hàng triệu ngươi đang tập hợp. Chúng ta Bắc Lương có 30 vạn, mình đều không sợ chết. Nhưng bọn họ đều có người già, trẻ nhỏ. Không thể chịu đau khổ, thân, không thể chịu nổi khi nhìn họ hy sinh. Thân, chân thành cầu xin thái tử điện hạ hãy cứu lấy bách tính Bắc Lương. Dựa vào tên phế vật này, sao hắn có thể cứu người dân Bắc Lương? Ta hiểu rồi, đó chắc chắn là chi phí quân sự mà cha ta và ta đã quyên góp được. Lý Ngọc Thành tên phế vật này tống tiền Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương, nếu quý vị xem trên điện thoại, chi phí quân sự không liên quan gì đến thái tử, mà là ta và bệ hạ. Bản vương nói đến chi phí quân sự khi nào? Trấn Bắc Vương, sao lại hành đại lễ như vậy? Bắc Lương là một phần của Đại Chu, ta là thái tử. Bắc Lương gặp họa, ta chắc chắn sẽ giúp cô. Vậy thái tử điện hạ, thứ đó bổn thái tử có rất nhiều. Đúng rồi, chính là nó. Giống hệt nhau. Có nó, quân Bắc Lương của chúng ta nhất định sẽ thắng. Đừng nói là một triệu kẻ man dợ,
cho dù hắn tới mấy chục triệu, ta có gì phải sợ quân Bắc Lương? Chỉ là một cuộc cầu sát nhỏ, chỉ dựa vào thứ này có thể khiến hàng triệu kẻ man dợ sợ hãi. Trấn Bắc Vương, đây có phải trò đùa trẻ con? Trấn Bắc Vương, đây tựa hồ chỉ là một cuộc cầu sát nhỏ mà thôi. Cuộc cầu sát cái gì? Thứ này được gọi là lưu đạn, rất mạnh mẽ, dung chuyển trái đất. Trấn Bắc Vương mở miệng và nêu nó. Thái tử có rất nhiều thứ này, nào hãy cho bọn họ một chút trải nghiệm. Lần cuối quá sốc, bản vương đã phóng một chút, lần này chắc chắn bản vương sẽ cảm thấy ổn. Ôi trời, lưu đạn sau khi đã giật chốt vẫn cầm trên tay, đúng là không sợ chết. Một thiết bị nhỏ bé này cũng có rất nhiều sức mạnh sao? Trấn Bắc Vương, mau ném đi, sắp nổ rồi. Cái thứ bắt nổ, nổ thì làm sao? Chẳng lẽ có thể tổn thương Trấn Bắc Vương? Cái thứ này có thể hủy diệt cái gì? Bị tổn thương được ai chứ? Trấn Bắc Vương, cô chọn tin nghịch tử chỉ vì cái này. Chỉ mất 7 hơi thở từ khi bốc cháy đến phát nổ. Hơi thở cuối cùng ném lên không trung có thể tiêu diệt kẻ thù ở mức độ lớn nhất. Các ngươi nên để mắt tới ta. Sức mạnh vừa rồi của vụ nổ kinh hoàng quá. Nếu ở gần có thể nổ tan xác. Ngay cả vệ binh hoàng gia mặc áo giáp, nếu bị nổ tung như thế này, chắc chắn sẽ chết. Ngọc Thành, người có thứ kỳ diệu vậy, sao chậm không biết gì cả? Thái tử điện hạ, đây có phải là vũ khí mới mà ngài đã phát triển? Lợi hại quá. Không sai, đây là sản phẩm mới nhất được bổn thái tử phát triển. Phụ hoàng, nhi thần có tài như vậy, việc người thoái vị có hợp lý không? Đại ca, đại ca, đệ sai rồi. Là do tầm nhìn của đệ hạn hẹp. Thứ ta nhìn thấy chỉ là thứ vớ vẩn. Đại ca, đệ muốn đi theo đại ca. Đại ca, nghe theo đại ca dẫn dắt. Vũ khí này chắc chắn không tự nhiên xuất hiện. Lý Ngọc Thành hẳn là đã thông thạo một loại tà thuật nào đó. Nếu người có thể có được nó, tương lai, lão tử có nó, nhất định để con thú này trả giá gấp hàng ngàn lần. Người cảm thấy người xứng bưng bô cho bổn thái tử sao? Phụ hoàng, không phải phụ hoàng đã nói trước đó rằng nếu Bắc Lương bị hạ, khi đó lục địa của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu có khẩu AK này và của liệu đạn này, chúng ta vẫn còn sợ họ sao? Nếu có đủ, không phải sợ họ nữa. Trấn Bắc Vương, liệu đạn và AK này, bổn thái tử sẽ cung cấp cho cô mỗi loại 1.000 cái. Nhưng bổn thái tử có một yêu cầu nhỏ. Nhiều vậy sao? Không nuốt lời chứ? Nếu người có bất kỳ yêu cầu nào, cứ nói. Hứa thừa tướng, Trương Quý Phi, Lý Trường Hà quỳ trước bổn thái tử. Xin bổn thái tử cứu đại chu khỏi nước sôi lửa bỏng. Còn không mau quỳ xuống, xin thái tử điện hạ. Cầu xin thái tử điện hạ. Xin thái tử điện hạ, cứu đại chu khỏi nước sôi lửa bỏng. Cái gì, không nghe rõ. Xin thái tử điện hạ, cứu đại chu khỏi nước sôi lửa bỏng. Nói to lên, xin thái tử điện hạ, cứu đại chu khỏi nước sôi lửa bỏng. Hứa Trung Du, dù có nghĩ thế nào, cũng không thể hiểu được sao lại muốn đi theo tên phế vật Lý Trường Hà. Ngươi cử Hứa Tố Tố ở bên ta, sau này cô ấy thành hoàng hậu. Lẽ nào, ngươi thực sự biết nhìn xa trông rộng? Trương Quý Phi, Trương Quý Phi, hãy để bổn thái tử nói vài điều với cô. Ta chỉ thản nhiên nói thôi, cô thực sự đã quỳ xuống. Đứng lên, đứng lên. Trương Quý Phi, sợ rằng cô đã quên những gì ta nói ngày hôm đó khi ở trong bể rượu, rừng thịt. Nếu cô xúc phạm ta, bổn thái tử sẽ không cho cô có kết cục tốt đẹp. Ngọc Thành, nếu có thể giúp bạn chống lại quân bàn dở, việc hôm nay chấm bỏ qua mọi chuyện, chấm đảm bảo ngài vàng sau này truyền cho ngươi một cách hợp pháp. Người nói thật chứ? Tất nhiên rồi. Sự việc hôm nay liên quan đến bí mật hoàng gia, bí mật quân sự đại chu, không ai được phép truyền ra ngoài. Nếu không, chấm sẽ tru di cửu tộc. Vâng, bệ hạ. Vậy Trấn Bắc Vương, Ngọc Thành, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh bàn chuyện cho thoải mái. Bệ hạ, lần này ta tới đây chỉ có chuyện bàn với thái tử. Thần bận việc quân sự, không có thời gian nói chuyện với người. Đang xem phim tản kịch ngắn chứ.
Thái tử điện hạ, có thể cho ta mượn ngươi một lúc không? Trấn Bắc Vương có lời. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Thế nào mỹ nhân? Cảm giác là nữ nhân của ta tuyệt lắm phải không? Thái tử điện hạ, ngài lợi hại quá. Bắt đầu từ hôm nay, Hứa Tư Tư là nữ nhân của bổn thái tử. Nếu ai xúc phạm cô ấy chính là xúc phạm ta. Đừng trách ta thua lỗ với các người. Phụ hoàng, nấp nhanh. Những quả lựu đạn này không được đốt cháy. Nó vẫn chưa bị cháy. Ta hiểu rồi. Chính là tên phế vật Lý Ngọc Thành. Hắn đang bắt nạt chúng ta. Làm đô tài sợ chết khiếp. Sợ quá đi mất. Khi quả lựu đạn này lăn vào, sao ngươi ẩn nhanh vậy? Trường Hà, ngươi còn là con chấm không? Lại dồn chấm lên phía trước. Phụ hoàng, đó chỉ là phản ứng sinh lý. Con không dám. Phụ hoàng, im miệng. Ngọc Thành nói đúng. Ngươi thật phế vật. Phụ hoàng, hãy bảo vệ tốt hoàng vị. Nếu không, mọi người sẽ bị giết. Trấn Bắc Vương tới rồi. Những tin đồn về ngươi không hoàn toàn sai sự thật. Thái tử điện hạ đại hiệp không đáng kể. Rất biết hưởng thụ. Thật sự vượt xa tưởng tượng của bản vương. Mỗi ngày, bổn thái tử đều hết lòng vì dân mệt mỏi, thư giãn một chút có gì sai, đây là việc cần thiết. Nơi này rất mát mẻ. Trấn Bắc Vương thường xuyên chiến đấu mệt mỏi, hãy xuống tận hưởng chút. Được rồi, bản vương đến gặp ngươi, là có việc chính sự, rắc rối trong triều, bản vương sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi hứa với bản vương, lưu đạn và AK khi nào sẽ giao đây? Trấn Bắc Vương, đây là vũ khí bí mật của ta. Nếu có đánh nhau, giấu nó ở đây sẽ có lúc dùng đến. Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương. Tay cây này mạnh lắm. Đừng có dùng bừa, im đi, người không giao. Bản vương đích thân xuống tìm. Này này này, cô muốn làm gì, này này. Tìm thấy rồi, dài dài. Trấn Bắc Vương, súng này khi nào cô dụng chúng ta sẽ giới thiệu sau. Đây không phải là AK đâu. Thái tử điện hạ, vừa rồi bản vương không có ý đó. Lại. Không sao, đâu có vấn đề gì, không sao đâu. Trấn Bắc Vương thực sự rất giỏi võ thuật. Thật không dễ để giật lấy thứ gì đó từ tay cô. Vậy, hãy bắt tay vào công việc. Man Dợ tiến về phía nam xâm chiếm Bắc Lương. Mặc dù Bắc Lương ta không sợ, nhưng nếu thật sự chiến tranh, máu sẽ chảy thành sông. Vũ khí của Thái tử Điện Hạ đã giúp bản vương mở rộng tầm mắt. Bổn Thái tử hiểu ý của Trấn Bắc Vương. Đừng lo lắng, bổn Thái tử sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Chỉ là, ta chỉ có một yêu cầu nhỏ. Nói đi, thành thật mà nói. Bổn thái tử đã chuẩn bị sẵn lựu đạn và AK. Đó là vũ khí bí mật. Nhưng vũ khí bí mật này yêu cầu bổn thái tử phải đích xuất hiện mới có thể giao ra cho Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương này không chỉ có kỹ năng võ thuật cao cường mà còn là đại mỹ nữ. Thu phục cô ta tương đương với việc kiểm soát 300.000 kỵ binh ở Bắc Lương. Ta không chỉ có mỹ nữ, tương lai vị trí hoàng đế cũng được ổn định. Như vậy xem như khởi nghiệp thành công. Thái tử điện hạ có ý định đi Bắc Lương với bản vương. Người này hành động không theo kịch bản thường lệ.
Chiến trường nguy hiểm như vậy, hắn lại chủ động đến đó. Vô lý và ngu ngốc, chắc là hắn cố tình để lộ. Sợ là hắn muốn nhân cơ hội này chiếm trái tim người dân Bắc Lương. Này, như người ta vẫn nói, đất nước thăng trầm, mọi người đều có trách nhiệm. Ta lại là thái tử Đại Chu, ta nên ở tiền tuyến. Được. Không vấn đề. Vậy ngày mai bản vương sẽ tới mời ngươi đi Bắc Lương cùng bản vương. Cáo từ. Bệ hạ, mặc dù vết thương của Tam hoàng tử không đe dọa đến tính mạng, nhưng vũ khí ẩn đó quá mạnh. Mặc dù đã lấy viên đạn ra, nhưng thần sợ hành động sau này của Tam hoàng tử có thể sợ sẽ bất tiện. Phụ hoàng, Lý Ngọc Thành này thực sự quá kiêu ngạo. Hắn không coi trọng người chút nào. Hắn mưu phản. Hắn vừa định chiếm đoạt ngai vàng. Đừng nói điều này nữa. Nếu không, đừng trách chấm vô tâm. Nhưng phụ hoàng, Tam hoàng tử. Bệ hạ, Tam hoàng tử thực sự có hơi lắm lời. Nhưng suy cho cùng hắn là đang nghĩ đến người. Dù cho Lý Ngọc Thành này có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nhìn xem hắn hôm nay đã làm gì. Bệ hạ, lẽ nào người mặc kệ không quản sao? Vân Nhi, ở đây không có người ngoài, nên chấm sẽ nói thẳng. Mặc dù trên danh nghĩa chấm là hoàng đế, nhưng binh quyền toàn bộ nằm trong tay Trấn Bắc Vương. Đây đều là những mối nguy cơ tiềm ẩn. Trấn Bắc Vương mạnh mẽ, lẽ nào không có cách nào để trấn áp cô ta sao? Vân Nhi, nàng thực sự không hiểu. Nàng có thực sự nghĩ Lý Ngọc Thành đang tạo ra thứ đó không? Lưu đạn và AK. Tất cả những việc hắn đã làm trong hoàng cung những năm qua, chấm biết tất cả. Hắn có hành động gì chấm không biết sao? Ý người là phụ hoàng, ý của người là Trấn Bắc Vương tìm một gã bù nhìn để cô ta dễ dàng làm chủ, nên đưa vũ khí bí mật cho hắn để hắn lên nắm quyền. Nhưng thực ra là Trấn Bắc Vương nắm quyền. Phản rồi. Trương Hà, đừng nói vớ vẩn. Ngươi phải nhớ, chấm biết rõ Đại Chu chỉ có một tia hy vọng trong tay ngươi. Cuộc chiến này nếu Bắc Lương không giải quyết bằng vũ khí ẩn, chỉ cần Bắc Lương không ổn định, Trấn Bắc Vương tự lo không xong, làm gì còn thời gian lo cho Lý Ngọc Thành. Phụ hoàng anh minh. Thái tử điện hạ, xin hãy nhẹ thôi, nô gia vẫn thấy đau. Đã không chịu nổi sao? Ta vẫn chưa phát huy hết khả năng, cơ thể nhỏ bé này cần được tăng cường sức mạnh. Rất dễ chịu. Thái tử điện hạ, ngài học được điều này từ đâu? Một nơi tên là Soadika. Thái tử điện hạ, nô gia đã nghĩ về điều đó rồi, đợi ngài về, ta sẽ nhờ ông nội hỗ trợ ngài trên triều. Được rồi, thật tình cờ, ta cũng để Lý Trường Hà tận hưởng nỗi hận khi hôn thê của hắn bị chiếm. Nhưng, Thái tử điện hạ, nô gia có một chuyện. Nói, ngài là con của hoàng hậu, là thái tử. Bệ hạ nên hướng về ngài. Vì sao, luôn trao cơ hội tốt cho Tam hoàng tử. Nói vậy là sao? Đây, nô gia ở bên phụ thân, chuyện của Tam hoàng tử. Nghe được một vài điều. Nghe nói Thái tử điện hạ, trước đây là người rất có động lực. Nhưng bệ hạ không biết vô tình hay cố ý mà luôn giao cho ngài những việc sẽ thất bại. Và sau đó dùng nó để đàn áp ngài, rồi đưa cho Tam hoàng tử một số thứ có thể nâng cao danh tiếng của hắn. Quý vị xem trên điện thoại. Lý do đơn giản cho điều này là vì hồi đó tên phế vật già này đã có thể nổi bật hơn tất cả các hoàng tử. Tất cả đều do mẫu hậu, và sau khi lên ngôi, lão hợp tác với tình nhân bên ngoài cung để đầu độc mẹ ta, Lý Trường Hà. Thứ phế vật đó là con của ông già và tình của ông ta. Bệ hạ trước đây như vậy sao? Thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Hôm nay ta không giết hắn ở đại điện. Bởi vì ta muốn chơi, ta muốn họ cảm thấy như họ đang bị kiểm soát, cảm giác dần dần bị biến mất. Điều này còn đau đớn và thỏa mãn hơn việc trực tiếp giết chết họ. Thái tử điện hạ, nô gia sẵn sàng giúp ngài, giúp ta. Vậy thì giúp ta bây giờ luôn. Thái tử điện hạ, cái này là cái gì? Rõ ràng không phải là bản vẽ, Thái tử điện hạ, đang dùng thủ đoạn gì vậy? Đây là vũ khí bí mật của bổn thái tử, ta bảo cô, nếu ai đó muốn mở nó một cách bí mật, sẽ khởi động thiết bị hẹn giờ, vậy thì sẽ nổ tung. Thái tử điện hạ, lão nô tới đây để báo cáo với ngài. Lý công công, hắn tới rồi, vào đi. Tham kiến thái tử điện hạ,
bổn thái tử. Tìm người thì sẽ tin, không nghi ngờ. Người giờ là người của ta, vậy thì một số điều mà ngươi cũng nên biết. Hả? À cái gì mà à, nhìn đây, bên trong là tất cả các kế hoạch sản xuất vũ khí của bổn thái tử. Là bảo bối đó. Nếu có lỗi gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Thái tử Điện Hạ đã tin tưởng vào lão nô. Lão nô cả đời không có gì để báo đáp. Nguyện làm trâu ngựa, có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không do dự. Sao lại quỳ thế, đều là người mình, đứng lên, tên đứng lên. Bảo bối của ta, ta phải để mắt tới ngươi. Các nạn nhân đang xem phim tin tức thế nào? Vũ khí giấu kín của Lý Ngọc Thành đến từ đâu? Chưa có tin gì mới. Tuy nhiên, bổn cung nghĩ, vì có vũ khí ẩn, phải có bản vẽ chế tạo từng. Nếu ngươi có thể tìm thấy những bản vẽ này. Đúng vậy, nếu có vũ khí ẩn giấu thì nhất định phải có bản thiết kế. Ngươi có thể cử người đến dinh thự của thái tử để tìm nó. Đây là một ý tưởng tốt. Nhưng tên phế vật đó, thời gian này phủ hắn có người canh giữ, rất khó để lèn vào. Cái này đơn giản, Lý Công Công không phải vừa đi tới đó sao? Hắn vừa check in tại đó, vừa đăng lên Facebook xong, tìm thời gian để trò chuyện vui vẻ với hắn. Sẽ thật tuyệt nếu hắn làm gián điệp cho chúng ta. Ý tưởng hay đấy. Chỉ cần ta có được bản vẽ, ta đã làm nó ngay lập tức. Và tên chó Lý Ngọc Thành đó sẽ bị băm thành vạn mảnh. Ôi, cái chân của ta. Tốt, 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 tốt. Báo. Có chuyện rồi, đội tiên phong Mãn Châu đã được tập hợp, đang tấn công điên cuồng vào Vĩnh An. Hơn một nửa trong số 100.000 quân của Vĩnh An đã thiệt mạng. Một khi thất thủ, người dân Vĩnh An sẽ nguy, đáng chết. Bản vương sẽ về ngay, ngươi ở lại thông báo cho thái tử, để hắn mang vũ khí đến Bắc Lương càng sớm càng tốt. Trận chiến ở Bắc Lương diễn ra thế nào? Bẩm bệ hạ, quân Mãn Châu thay phiên nhau tấn công thành Vĩnh An. Thành Vĩnh An là cứ điểm quan trọng của cuộc chiến. Bắc Lương đã chiến đấu ác liệt trong nhiều ngày. Hơn một nửa số quân trong thành đã bị đánh bại. Đã quá muộn, hỗ trợ Lý Ngọc Thành không phải nói có thể hỗ trợ sao? Phụ hoàng, đừng quên, hắn là phế vật. Mấy ngày nay hắn suốt ngày vui vẻ ở bể rượu và rừng thịt đó. Cuộc sống trụy lạc, Lý Ngọc Thành này kiêu ngạo ngạo mạn. Trước đây đã bất kính với bệ hạ ở đại điện. Bây giờ cuộc chiến ở Bắc Lương đang căng thẳng. Trấn Bắc Vương cũng kiệt sức. Đi ra ngoài. Các người đúng rồi, Trấn Bắc Vương kết hợp với thái tử. Sao có thể để chúng đạt được mục đích, chấm đã suy nghĩ kỹ rồi. Không thể chịu được nữa. Vì vậy, chấm đã nhờ bốn người làm hai việc cho chấm. Đầu tiên, để hai người trực tiếp giết chết tên trộm vô dụng đó. Còn việc thứ hai, nhiều năm qua chấm đã âm thầm lên kế hoạch. Ở trong Bắc Lương, bí mật theo dõi. Quân Mãn Châu nam tiến. Quân Bắc Lương thảm bại. Đây là thời điểm tốt để ta nắm lấy sức mạnh quân sự. Sau khi giải quyết tên phản bội này, các người nhanh chân đến Bắc Lương, tìm cơ hội giết Trấn Bắc Vương cho ta. Dạ. Phụ hoàng, hãy sẵn sàng, khởi hành ngay. Khi quân Bắc Lương chiếm lại được Vĩnh An, sẽ lấy lại tinh thần ngay. Nếu giết thành công, trực tiếp chiếm quyền tại chỗ. Phụ hoàng. Thái tử Điện Hạ, ngài có thoải mái không? Tuyệt lắm. Thái tử Điện Hạ, ngài đang lo lắng điều gì sao? Là vậy, quân Bắc Lương và Mãn Châu lẽ ra đã có chiến tranh. Trấn Bắc Vương cũng hứa 3 ngày trước, ta về Bắc Lương cùng. Sao cô ta lại mất tích như vậy? Chẳng lẽ Trấn Bắc Vương có chìa khóa? Nên không cần nữa. Thái tử Điện Hạ, lão nô có tin gấp cần bẩm báo. Thái tử Điện Hạ, lão nô vừa nhận được tin, hoàng thượng bắt được binh lính của Trấn Bắc Vương. Sau khi tra tấn, Trấn Bắc Vương đã rời đi 3 ngày trước. Người lính đáng lẽ phải thông báo cho ngài đến Bắc Lương 3 ngày trước. Rắc rối lớn. Lão già này ra tay nhanh thật. Kiếp trước Mãn Châu gây chiến với Bắc Lương, Trấn Bắc Vương bị trọng thương. Mặc dù sau này đã dần đảo ngược cục diện chiến tranh, nhưng Trấn Bắc Vương bắt đầu lâm bệnh nặng từ đó. Không được, phải nhanh đến đó. Đi.
ngày trời ta không biết mặc gì. Có gì không ổn? Chuyện gì thế này? Để bổn thái tử thể hiện sức mạnh ma thuật. Thái tử điện hạ, thăng thiên rồi. Xứng đáng là nam nhân của ta. Đẹp trai quá, đúng là rất đẹp trai. Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to khoảng 1.7 để có sống lên. Vương gia, có tin báo Thác Bạt Đế tập hợp 200.000 quân tấn công lần nữa. Chúng ta còn bao nhiêu quân? Vẫn chưa có tin của thái tử sao? Không có, vương gia, sao ngài lại trông chờ thái tử điện hạ? Trận chiến này, Bắc Lương đã mất kiểm soát cục diện, nếu hắn đến thì sao? Có thể thay đổi được cục sao? Huống chi, Mạc tướng nghe nói, hắn chỉ là một tên phế vật. Hắn chỉ biết chạy theo dục vọng. Im miệng, ngươi chỉ cần tuân theo lệnh bản vương. Vâng, vương gia, bản vương đã đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi. Chiến trường Bắc Lương quá nguy hiểm. Lẽ nào hắn thảm sống sợ chết? Thật đáng tiếc, những vũ khí đó. Thành trì Bắc Lương sắp thất thủ. Thì ra Trần Bắc Vương là cái gì? Bổn soái sẽ cho người cơ hội để sống. Quỳ xuống và đầu hàng, gia nhập Mãn Châu, sau đó trở thành người dưới hắn ta. Ta có thể tha mạng cho cô. Rút lui, rút lui. Kim Loan Đa, người rất nóng lòng sao? Bổn soái sẽ chơi đùa với người một lúc. Các tướng lĩnh nghe lệnh bổn soái. Chơi đùa một lúc, bước cuối cùng là cắt đứt gân tay và gân chân của chúng. Săn hàn Navigation sẵn sàng phục vụ ngài. Tốc độ hiện tại đã lên tới 1.200 km/h. Ngài đã vượt quá giới hạn tốc độ, phạt 3.000. Vui lòng chậm lại. Đây là cổ đại, một mình một đường. Không lo va chạm đâu, Bắc Lương, nửa giờ nữa ta sẽ đến Trấn Bắc Vương, cố lên. Đúng là một người trung can nghĩa đảm, bổn soái đã đánh giá thấp cô. Tứ đại ác thần nghe lệnh. Bổn soái hứa với các người, nếu có thể bắt sống họ, tối nay ta sẽ thưởng cho các người. Vương gia, đi nhanh, bổn tướng chặn họ lại. Đi mau. Mãn Châu, các người muốn chết. Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to khoảng 1.7 để có trải nghiệm tốt nhất. Cái này là cái gì? Từ trên trời xuống, thật lợi hại. Trấn Bắc Vương, đừng lo. Bổn thái tử đến đây để cứu cô. Là thái tử điện hạ sao? Không phải ta bảo ngươi mang theo vũ khí sao? Vũ khí đâu? Sao lại mặc áo giáp nặng như vậy? Ngươi đến để chết à? Có vẻ như hôm nay tất cả chúng ta sẽ chết ở đây.
Trấn Bắc Vương, đây là máy móc, không phải áo giáp. Vô nghĩa, thứ này chẳng là gì cả. Tất cả 3.000 kỵ sĩ huyết long yếu tố nhất của Bắc Lương ta đều thiệt mạng trong trận chiến. Đây là 100.000 quân Mãn Châu đang bao vây nơi này. Người bảo thứ này cứu bản vương. Dù sao thì hắn cũng đang mặc áo giáp nặng, chắc không đâm được ngươi đâu. Bản vương chặn cho ngươi. Ngươi chạy đi. Muốn chạy? Bổn soái là ai chứ? Hóa ra chỉ là một chiếc áo giáp. Áo giáp rất nặng. Bổn soái cho phép chưa? Lần đầu tiên ta thấy có người muốn chết đến thế. Hai cô lùi lại, xem ta xé nát miệng hắn ra. Hôm nay người sẽ chết mà không còn bộ phận nào. Cô này giống như thần binh thiên tướng. Nó thực sự kỳ lạ. Nhưng dù mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với cây đào trong tay ta. Chỉ là một cục sắt. Bổn soái có gì phải sợ. Hôm nay bổn soái sẽ cho các người nếm thử sức mạnh cây đào trong tay bổn soái. Lần này kết thúc rồi. Cái áo giáp này có thể làm được gì? Điện hạ gặp nguy, ta phải cứu hắn. Cả hai người đều không thể tự bảo vệ mình, còn muốn cứu ai? Ta sẽ cho các người mở to mắt ra nhìn. Hôm nay bổn soái hành động sẽ chắt cục sắt này thành từng mảnh. Cây đao nằm trong tay nguyên soái làm từ nhíp xe tải, chém sắt như chém bùn. Bộ giáp này liệu chịu được mấy đao? Mấy đao nguyên soái mà đã ra tay, một đao là giết cả trăm quân. Chỉ cần đại soái hành động, một đao là xong phim. Xin đại soái ra tay, xin đại soái ra tay, đại soái ra tay, gạo xay ra cám. Được, nếu đã như vậy, bổn soái sẽ tự mình hành động để các người có thể thấy bản lĩnh của bổn soái. Hắn là Tháp Bạt Đế, sức mạnh thông thiên, đặc biệt là cây đao của hắn. Cây đao bị gãy này sao? Xem ta chặt nó ra như chặt được. Con đòi làm tổn thương ta. Người đã chọc tức bổn soái thành công. Người có thể chết trong tay bổn soái, đó cũng là vinh hạnh cho ngươi. Điện hạ, chặn lại rồi. Hành động đi, ngươi còn làm gì vậy? Sao có thể? Ta hiểu rồi, đại soái luôn thích giở trò đối bại với kẻ thù. Chắc đại soái đang dạy chúng ta cách chơi đùa. Đại soái, đừng đùa nữa. Cứ giết hắn đi. Anh em cứ bình tĩnh, xem đại soái đẹp trai chúng ta chơi một lúc. Điện hạ, hãy nhanh lên. Một khi Tháp Bạt Đế trở nên nghiêm túc, ngươi sẽ không ngăn nổi đâu. Bản vương sẽ giúp ngươi, muốn cứu người sao? Hỏi xem chúng ta có đồng ý không. Trấn Bắc Vương, nhìn đi. Giải quyết xong khối sắt này sẽ đến lượt hai cô. Hay là cô không thể đợi được? Im miệng cho bản vương. Trời cái củ cải, vừa rồi ta vừa sử dụng 10 thành công lực nhưng không nhúc nhích được cục sắt này, còn không thể kéo ra, thực sự không làm được. Ngươi buông tay. Buông tay, muốn thì ngươi tự rút lại. Thêm lực đi, Thác Bạt Đế. Ngươi yêu đến vậy sao? Bổn soái chỉ không muốn dùng sức thôi. Còn không phục? Nếu không thì chúng ta thi xem ai mạnh hơn. Nếu thua thì cứ gọi nhau là bố già. Nếu ta thắng thì sao? Muốn gì cũng được, muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Nghe thấy không, cục sắt đó muốn đấu với đại soái. Đại soái sức mạnh thông thiên, ngày hít đất trăm phát, còn phải sợ thua hắn sao? Đại soái là số 2, không ai là chủ nhật. Đại soái, đừng đùa thêm nữa, chiến hắn đi, để hắn biết chiến binh của ta mạnh mẽ như thế nào. Được, bổn soái cược với ngươi. Hắn nghĩ mình chết chưa đủ nhanh, còn dám cược với Tháp Bạt Đế. Ngay cả chiến thần mạnh nhất Đại Chu cũng không dám đấu tay đối với Tháp Bạt Đế. Đúng là tìm đường chết. Ngươi muốn đấu thế nào? Đơn giản, chỉ cần giữ tay cầm này. Nếu ngươi có thể giữ chặt và không buông tay, ngươi thắng. Nếu không, ta sẽ thắng. Ý ngươi là gì? Sao có cảm giác như ngươi đang lừa ta? Ý là vậy đó, đừng có buông tay. Ngươi muốn làm gì? Muốn gì à? Ta muốn ngươi thử roi ba tia sét tự chế của ta. Đại soái, ngài ổn chứ? Đừng làm phiền ta. Ta không sao. Thái tử điện hạ, hung dữ quá phải không? Sao có thể nhỉ? Bổn soái không tin. Ngươi sao có thể chống lại bổn soái? Cơ thể vụng về này,
Cú đánh vừa rồi có lấy hết sức lực của ngươi không? Xem bổn soái đẹp trai ra tay đây. Đại của Yên đang chiều hắn, đại soái sắp đánh trả rồi. Mặc dù đòn tấn công của cục sắt vừa rồi rất mạnh mẽ, nhưng với thể hình đẹp trai, đại soái vẫn không vấn đề gì, chưa nôn ra máu. Ta đoán tiếp theo cục sắt đó không thể trụ nổi một chiêu của đại soái, nhiều nhất không quá 3 chiêu. Đại soái sẽ thắng, đại soái thắng, đại soái thắng. Tiểu tử, đến đây thôi. Ta không tin ngươi còn sức mạnh. Vậy hãy cẩn thận, lần thứ hai, ba đòn xét. Kẻ phế vật này, xem ngươi còn trụ được bao lâu, sao còn không nhận ta làm nghĩa phụ. Tên khốn, ngươi chỉ dựa vào cục sắt đó để lừa ta. Có khả năng thì đánh lại chúng. Lên. Điện hạ, hắn đã bị thương, không chạy được xa. Bắt được coi như chúng ta đã thắng. Để hắn trở về, sau này khó xử lý. Bắt sống hắn, cuộc khủng hoảng Bắc Lương sẽ được giải quyết. Muốn đuổi đại soái, trước hết phải bước qua xác chúng ta. Xin lỗi, điện hạ vừa rồi dùng lực quá nhiều, sợ là kiệt sức rồi. Điện hạ, chúng ta phải thoát khỏi vòng vây. Tìm cơ hội sau. Nếu quý vị xem trên điện thoại, muốn chạy, đâu có dễ thế. Đòi đấu tốc độ với ta. Cho ngươi chạy trước một đoạn. Điện hạ, kẻ địch quá đông. Chúng ta rút lui trước, ta yểm trợ cho. Không cần vội. Con trai ta bỏ chạy, làm cha phải dạy hắn chứ. Sau này lại bảo cha không dạy được con. Điện hạ, đừng đuổi nữa. Hắn chạy xa cả dặm rồi, không kịp đâu. Kịp chứ, ta cố tình để hắn chạy trước một đoạn. Chẳng lẽ, điện hạ muốn bay tới bắt hắn như thần. Trấn Bắc Vương, nhìn xem đây. Các người, thấy thế nào? Không ngạc nhiên sao? Mũi tên xuyên mây, thiên binh vạn mã đến đây. Đẹp trai quá. Đại soái chết rồi, thứ đang ẩn nấp trong vai con quái vật là gì vậy? Đại soái đã chết, chúng ta quay về, cũng chết. Tốt hơn hết là chiến đấu với chúng. Báo thù cho đại soái, báo thù đại soái, báo thù cho đại soái, vì đại soái báo thù. Điện hạ, cẩn thận. Thác Bạt Bồ Tát, khi nào ngươi học được cách dùng thủ đoạn bẩn thỉu đánh lẻn từ sau như vậy? Chúng thần, tham kiến Thác Bạt Vương gia. Ai bảo bản vương đánh lén, các người Bắc Lương cũng không khá hơn là mấy. Phương tiện không chính thống, bản vương cũng có. Thác Bạt Bồ Tát, tình yêu của ngươi sẽ sớm chết. Nếu ngươi không quay lại điều trị, sợ là hắn sẽ không trụ được 3 tiếng. Nghe đồn Thái tử Đại Chu là người vô năng. Đồn không như lời, hôm nay gặp ngươi. Quả như mong đợi, chỉ là ngươi chỉ biết trốn. Ẩn nấp sau lưng phụ nữ. Tên này, không phải kẻ tầm thường, đừng đánh giá thấp. Thác Bạt, ngươi hỏi con chó chết nằm cạnh ngươi. Vừa rồi, ai? Chính Thái tử Điện Hạ đánh hắn chạy như chó. Thần binh Bắc Lương đến. Chuột Mãn Châu bước ra chịu chết đi. Cuộc chiến hôm nay, kết thúc ở đây. Trấn Bắc Vương, mối thủ hôm nay, bản vương sẽ dẫn 1 triệu quân Mãn Châu nam tiến. Khi đó, ta hy vọng bức tường thành Đại Chu. Áo giáp quân đội Bắc Lương cứng như lưỡi của ngươi. Mãn Châu có mạnh mẽ đến đâu, lão tử không sợ. Hơn nữa, ta vẫn còn một vũ khí chưa sử dụng. Trấn Bắc Vương. Vương gia, sao lại ra ngoài? Đại phu nói cần nghỉ ngơi. Nghe nói bản vương đã ngủ 3 ngày, Thác Bạt sắp dẫn quân đến. Ta phải chuẩn bị càng sớm càng tốt để ngăn chặn cuộc tấn công này. Vương gia, không cần lo lắng. Nhưng gì cô cần là hồi phục sức khỏe. Để phần còn lại cho bổn thái tử, vũ khí và đạn dược hứa với đã được phân bổ. Cô không cần lo lắng sắp xếp quân đội nữa. Về phần Thác Bạt Bồ Tát, nếu hắn thật sự dám tới, bổn thái tử cho hắn xem tốc độ vật lý là gì. Vậy sao? Điện hạ, người không khỏe sao? Không sao, chỉ là mất hơi nhiều máu. Ta hơi chóng mặt, dùng nhiều phải trả giá nhiều là đúng. Ta phải chậm lại. Người bị thương sao?
Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ, đi nào. Thái tử điện hạ, tam hoàng tử xin được yết kiến, sao tên phế vật Lý Trường Hà lại ở đây? Cho hắn vào đi. Thái tử điện hạ, tam đệ cuối cùng đã tìm được đại ca rồi. Bây giờ nhìn thấy bột thái tử, đã biết quỳ rồi sao? Lão tử chỉ chịu nhục nhẫn nhịn thôi, để ngươi mất cảnh giác. Đứng lên đi. Nói đi, ngươi đến đây làm gì? Đại ca, đệ đến đây để gửi cho đại ca lương thảo của quân đội theo lệnh của phụ hoàng. Vừa lúc ta đến đây, ta thấy hai người lính đánh nhau vì một thứ mang tên mì ăn liền. Ta thậm chí không thể ngăn cản họ. Đúng lúc, ta có thể giải quyết nhu cầu quân lương. Ngươi lo đến vậy sao? Thứ ngươi mang đến chó cũng không ăn. Đại ca, chẳng phải khẩu phần quân đội đều như nhau, không phải là bánh gạo sao? Ta cũng mang theo một ít đồ ăn nhẹ với thịt bò. Vậy đã được chưa? Đi đi, Trấn Bắc Vương, chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra với những người lính này. Sao lại tranh nhau một gói mì? Đúng là không có tiềm năng. Đánh nhau, mì ăn liền, ta cũng phải đi xem. Đây có còn là đội quân ta huấn luyện không? Cứ cho tiểu tử ngươi ngạo mạn thêm thời gian nữa. Đợi ta dùng quân lương chiếm được cảm tình quân đội, ta sẽ giải quyết hai người các ngươi. Bản vương vừa ngủ được 3 ngày, thái tử điện hạ đã huấn luyện họ thành ra cái gì đây? Vương gia, đừng lo lắng. Triệu tập. Tập trung. Vừa rồi là ai đánh nhau? Bước ra đây. Các nạn nhân đang selfie. Hai người. Ta là tam hoàng tử Đại Chu. Nhiệm vụ đến đây là phân phát khẩu phần ăn. Việc hai người tranh nhau một gói mì ăn liền thực sự không thích hợp. Hãy nghe ta nói, tên ngốc nào đây? Đây là Bắc Lương, người nghĩ là cung điện của ngươi. Ở đây ta chỉ nghe thái tử và Trấn Bắc Vương của chúng ta. Ngươi là tam hoàng tử. Thức ăn mà ngươi phân phát, đến chó cũng không thèm. Nếu không phải người của ngươi đã ca ngợi bánh ngọt trong phòng ăn hoàng gia ngon nhất thiên hạ, ta có thể ăn trộm mì của thái tử sao? Lý Trường Hà, ngươi có muốn chết không? Tên phế vật ngươi mà vẫn muốn đấu bổn thái tử. Đó là vì đồ ăn vặt mà ngươi mang theo đã làm xáo trộn tinh thần của quân lính. Chỉ có chia rẽ mới khiến đội quân của bổn thái tử xung đột, có tin không? Bổn thái tử sẽ giết ngươi bây giờ. Đại ca, quỳ xuống, xin lỗi các chiến sĩ của ta. Ngươi bảo ta quỳ những người lính này. Sao nào, ngươi không muốn sao? Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Không ngờ Lý Ngọc Thành đến Bắc Lương chỉ mới 10 ngày, hắn lại có thể tạo ra một đội quân đáng sợ vậy. Đại ca, đệ sai rồi. Ta đã tập luyện suốt thời gian qua, dù không thành công cũng trải qua gian khổ. Ta muốn dùng nó để thuyết phục tinh thần của quân đội. Cuối cùng, Lý Ngọc Thành, con thú này lại làm nhục ta trước binh lính. Lý Ngọc Thành, ta không thể chờ được nữa. Tối nay, ta sẽ giết người. Được rồi, tất cả hãy giải tán. Để tập luyện. Vương gia, cô nghĩ gì về đội Bắc Lương mà ta đã huấn luyện này? Chỉ cần chút thời gian. Nếu ta đưa cho họ vũ khí và đạn dược, trên chiến trường, họ có thể chiến đấu 1-1,000. Cô sẽ có một đội quân bất khả chiến bại. Quân đội Bắc Lương nổi tiếng, được huấn luyện bởi phế vật này trong 3 ngày. Không thấy tướng. Kiếm sĩ không học cưỡi ngựa, bắn cung và kiếm thuật, lại còn dám khoe khoang như vậy. Đúng là lỗ bịch. Ngươi thì có thể làm được gì? Vương gia phải coi thường đội quân đặc biệt Bắc Lương này. Chúng ta cá cược nhé. Được thôi. Muốn cược gì? Nếu trên chiến trường, nếu họ thực sự có thể chiến đấu 1-1,000, cô hãy lấy ta, tương lai làm quý phi nương nương. Nếu họ không thể làm được thì sao? Vậy ta sẽ giấu bản thiết kế chế tạo AK mà ta có trong dinh thự thái tử của mình. Ta sẽ phong ấn bàn tay của mình. Những bức vẽ của thực ở trong phủ thái tử, không biết trường quý phi có lấy được không? Được, bản vương cược với ngươi. Vậy vương gia nên chuẩn bị váy cưới dần đi thôi. Chỉ vì một bữa ăn mà chúng còn đánh nhau. Người nghĩ chúng có thể làm được gì? Điện hạ, ngươi tự tin quá phải không? Đó là vì mì ăn liền rất thơm. Vương gia có muốn thử không? Dù có chết đói, bản vương cũng không bao giờ ăn một miếng mì ăn liền. Ngon quá. Còn nữa không? Để phần ta một ít. Hết rồi. Hai đại phu quân y vừa đến báo cáo, nói tướng quân đã tỉnh lại, hai người nên đi xem. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, đám mãn trầu đó, đợi ta ra chiến trường trong 4 ngày nữa, sẽ khiến chúng trả giá bằng máu. Vương gia,
Bổn thái tử đã nói với cô rồi, cứ giao việc này cho ta. Hơn nữa, vết thương của cô vẫn chưa lành, đừng lo nghĩ nhiều. Chúng ta đi xem tướng quân thế nào. Chắc chắn là ta đã bị lừa, không dễ để bắt đầu trong doanh trại quân đội. Đến tướng quân của doanh trại còn bị thương nặng và vẫn chưa bình phục. Lý Ngọc Thành chắc chắn không mang theo vũ khí đó bên mình. Chờ màn đêm buông xuống, tìm một cơ hội thủ tiêu hắn. Món mì ăn này ngon quá, thậm chí còn không để lại chút nước cho ta. Nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nhân xem phim. Sư đệ, có biết vì sao ẩn nấp lâu như vậy mà không ra tay không? Vì sao? Bởi vì sư phụ từ nhỏ đã dạy, muốn làm cao thủ trong cao thủ phải hiểu được mục tiêu, tìm thêm thông tin, khi hành động giết chỉ bằng một đòn. Tam đệ và tứ đệ đều đã nhận một bài học, không ám sát được Lý Ngọc Thành mà còn thượng nặng. Thái tử điện hạ, tướng quân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tính mạng, ta nghĩ hoàng đế chắc chắn có ý đồ xấu khi phải Lý Trường Hà đến Bắc Lương. Ngươi nhìn gì vậy? Đeo vào. Nhìn thấy chưa? Cô nghĩ họ sẽ phát hiện chúng ta đã phát hiện họ sau bao lâu? Ngươi đang vờn chúng sao? Có kẻ dám xâm nhập vào quân đội Bắc Lương, ta sẽ tiêu diệt chúng. Này, đối phó với đám sát thủ này, không cần đến cô. Cô xem ta thể hiện nhé. Xem vũ khí lợi hại này của ta. Cô giả vờ làm cái gì? Không phải vừa mới hứa sao? Hứa cái gì? Thái tử điện hạ, vẫn xong rồi. Là Mãn Châu đến thăm dò thông tin. Không phải, vậy là tên phế vật Lý Trường Hà. Đúng, nhưng đây là những sát thủ bí mật được hoàng đế cử đến, đang chờ cơ hội ám sát chúng ta. Bên ngoài, Lý Trường Hà hộ tống quân lương đến, thực chất là để thu phục quân Bắc Lương. Chờ khi ngươi và ta xảy ra chuyện, với tư cách là tam hoàng tử, hắn sẽ thành công tiếp quản Bắc Lương. Nam chính này là con ông cháu cha, hắn diễn cái gì vậy? Đúng vậy, hổ phụ không ăn hổ tử. Lão gia hỏa này sao làm ra chuyện như vậy? Tướng quân chiến đấu dũng cảm ở tuyến đầu, bị thương nặng. Và còn ta thì sao? Thái tử Đại Chu, cơ thể bằng vàng, trên tiền tuyến, lại dám làm chuyện bẩn thỉu sau lưng. Này, tên phế vật Lý Trường Hà đâu rồi? Kẻ sát nhân đã sớm bị bắt, hắn bí mật cưỡi ngựa rời thành rồi. Thái tử điện hạ, đợi chiến tranh kết thúc, bản vương sẽ về kinh giúp người lên ngôi hoàng đế. Không thể đợi lâu vậy. Điện hạ có ý gì? Ta muốn lão gia hỏa này hiểu ra. Sở dĩ đến giờ lão vẫn ngồi ở vị trí đó, tất cả là vì được ta đồng ý. Nhưng bây giờ ta hối hận rồi. Tạm dừng cuộc chiến, ta sẽ quay về lên ngôi. Đợi bổn hoàng tử hồi cung, xin ý kiến phụ hoàng. Sẽ kết hợp với Mãn Châu trong ngoài, một đón tiêu diệt ngươi. Tên phế vật ngươi, xem ngươi có thể sống được bao lâu. Cái gì thế này? Nhanh, hộ giá. Yêu nghiệt phương nào, dám bạo phạm tam hoàng tử Đại Chu, lập tức bị bắt. Tam đệ thân yêu của ta, chạy nhanh đó. Ta còn tưởng không đuổi kịp ngươi. Ta đang cưỡi một con ngựa hàn huyết bảo mã, loại ngựa hiếm nhất của Đại Chu. Một ngày đi ngàn dặm, không hề thua trước đại tướng quân Hạ Nghị. Làm sao tên phế vật ngươi có thể bắt kịp ta? Con ngựa hàn huyết bảo mã đó là cái gì thế? Đây là một chiếc BMW màu đen. Bắt nạt người quá đáng, giết cho ta. Điện hạ, chiếc BMW màu đen này quả thực rất phi thường. Ta còn tưởng không đuổi kịp Lý Trường Hà, không ngờ lại bắt kịp nhanh thế. Tuyệt, cảm giác rất tuyệt. Cảm giác so với đua ngựa, tốt hơn gấp ngàn lần. Lần, thích nó không? Thích lắm. Nếu thích, bổn thái tử cho một cái. Một lời đã định, một lời đã định. Ngọc Thành, ngươi không thể giết ta. Ngọc Thành, ta được phụ hoàng cử đến, nếu ta xảy ra chuyện gì, hứa từ từ sẽ chết. Dù sao thì ta cũng là đệ đệ của ngươi mà. Ngươi giết ta, nữ nhân của ngươi cũng phải chết.
Vì thế, giữ ngươi lại có thể có tác dụng như một con tin. Hoàng huynh, ngươi điên rồi. Bệ hạ, điệp viên báo tin về. Kế hoạch ám sát thất bại, Lý Ngọc Thành và Trấn Bắc Vương đang trên đường trở về, và con. Còn gì nữa, tam hoàng tử bị bắt, rơi vào tay Lý Ngọc Thành. Hứa đại nhân, cố thần, chấm nghe nói con gái ngươi có quan hệ tốt với Lý Ngọc Thành. Bây giờ Trường Hà đang gặp nguy hiểm, chấm dự định mượn con gái ngươi, không biết hứa đại nhân nghĩ sao. Bệ hạ có lệnh, đó là vinh dự của con bé. Được. Chấm đã răng lưới rồi. Chỉ cần đợi chúng tới, Trấn Bắc Vương bị trọng thương. Lần này là đúng lúc đúng nơi đúng người. Hãy tận dụng cơ hội để giết hắn. Lấy lại binh quyền của Bắc Vương chẳng phải nằm trong lòng tay sao? Chấm đã luôn kiên nhẫn, ngay cả ở trên đại điện tối cao, chấm cũng nhịn, chỉ để làm cho chúng xem thường chấm. Tiếp theo, chấm sẽ cho chúng thấy ai mới là chủ của thiên hạ này. Trước hết, xin chúc mừng bệ hạ đã nắm được quân quyền ở Bắc Lương. Nếu quý vị xem trên đây, hãy phóng to khoảng 1.7 để có trải nghiệm tốt nhất. Đây là loại quái vật gì? Một con quái vật khổng lồ như vậy. Đây cũng là lần đầu ta thấy, dù đó là gì, cứ giết tất cả. Muốn giết ta, xem các người có năng lực đó không? Phụ hoàng, nghe nói người bắt cóc nữ nhân của ta, giao trả ra, nhi thần sẽ tha mạng cho. Nhìn giọng điệu của ngươi, muốn lấy Hứa Tư Tư thì phải đổi cái gì chứ? Phụ hoàng, Hứa Trung Du là thần tử thành của người đó. Đến con gái của mình cũng hy sinh, có chút hèn hạ phải không? Cái rắm, chỉ cần đạt được mục tiêu, Hứa thừa tướng dù có phải hy sinh con gái, vậy thì có sao, không có đứa con này thì còn đứa khác, quả nhiên là phụ hoàng của ta. Tàn nhẫn, thô bạo. Vậy Lý Trường Hà chết thì sẽ ra sao? Ông có tìm cùng đứa khác, sinh ra một đứa con hoàng không? Ngọc Thành, chấm quá lời nói với ngươi, thân là đàn ông, đến nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, vậy thì ngươi và thiên cầu có gì khác biệt? Hey. Phụ hoàng, ngươi nói ta không thể bảo vệ nữ nhân của mình, nhưng bây giờ ngươi thậm chí không thể bảo vệ mạng sống của con trai mình. Thả Hứa Tư Tư đi, nếu không chỉ một phát là tên phế vật này toi. Phụ hoàng, cứu con, con không muốn chết. Ngọc Thành, chấm ra lệnh ngươi mau thả Lý Ngọc Thành, nếu ngươi dám chạm vào một sợi tóc của tam hoàng tử, vậy con dao găm trong tay ta sẽ đâm cô ta. Cái gì? Nói to hơn nữa, ta không thể nghe thấy. Bổn cung nói, nếu ngươi dám chạm vào tam hoàng tử lần nữa, nói to lên, ta không thể nghe thấy. Bổn cung nói, câm miệng. Ngọc Thành, hắn đang cố ý làm vậy. Nói đi, làm sao mới thả Trường Hà? Phụ hoàng, nên có thái độ này sớm hơn. Như vậy tam đệ có thể thoát nỗi đau thể xác. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Miễn là tình hình an toàn, mọi thứ đều đáng giá. Nói đi, bắt con bộ đứng cạnh người phải quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi Hứa Tư Tư. Chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. Bệ hạ, con thù Lý Ngọc Thành này nhất định là đang lừa gạt người. Người không được tin hắn. Quỳ xuống. Bệ hạ, chấm ra lệnh cho cô quỳ xuống. Hứa cô nương, đó là lỗi của ta. Muốn mắng ta thế nào cũng được. Trương Quý Phi, vậy mới đúng đó. Từ từ, nàng có cảm thấy thật tuyệt khi được làm nữ nhân của bổn thái tử không? Lý Ngọc Thành, chấm đã làm những người yêu cầu. Bây giờ thế nào, bổn thái tử đã nói là làm. Thả người cùng nhau. Thái tử điện hạ, ngài ngốc sao? Sao lại mạo hiểm cứu ta? Nàng là nữ nhân của ta, tất nhiên phải cứu. Thái tử điện hạ, người chạy nhanh. Họ phục kích vệ binh hoàng gia tại đây, nếu không chạy sẽ muộn mất. Đừng lo, không sao cả. Phụ hoàng, đã đến lúc người thoái vị rồi. Dựa vào ngươi mà muốn chấm thoái vị. Ngươi tỉnh lại đi. Ai nói thái tử điện hạ chỉ có một mình? Trấn Bắc, bản vương biết được trận chiến của cô ở Vĩnh An. Cô đã bị thương nặng, hôm nay ra mặt. Cô định chết cùng tên phế vật này sao? Chấm còn Trấn Bắc Vương đã đi đâu? Hóa ra là nương tựa tên quái vật này. Thế nào, cô cho rằng cơ thể bị thương nặng vẫn giúp Lý Ngọc Thành nắm quyền thành công sao? Bản vương bị thương nặng thì sao? Nghiền nát mấy con kiến, không là gì đối với bản vương.
cô thực sự muốn trở thành kẻ phản bội. Bị ngàn người chê bai, Trấn Bắc Vương, đừng bướng bỉnh nữa. Trấn Bắc Vương, cô hãy biết trọng, bất tuân lệnh của Đại Chu, thậm chí còn giúp kẻ khác chiếm ngôi, thay đổi quyền lực, bất trung với triều đình. Có điều, chấm thấy cô bị kẻ phản bội mê hoặc, việc bảo vệ biên giới thời điểm đó khiến cô nhẹ dạ. Hôm nay, cô quỳ xuống nhận sai, bàn giao binh quyền Bắc Lương, giao cho chấm. Chấm có thể giúp cô bảo toàn tính mạng, tất cả các bá quan văn võ của Đại Chu đều có thể làm chứng. Trấn Bắc Vương, bàn giao binh quyền sẽ tha mạng cho. Trấn Bắc Vương, giao lại quyền lực sẽ tha mạng cho. Lý Ngọc Thành, tên ngốc, ngươi liều mạng vì một nữ nhân. Trấn Bắc Vương bị hàng nghìn người tố cáo, lẽ nào còn giúp được sao? Hôm nay ngươi đã chết. Các lão thần không có khả năng tự đánh giá sao? Các người tin vào lời của cậu hoàng đế sao? Lý Ngọc Thành, chết đến nơi rồi còn dám nói lời gay gắt. Những gì bệ hạ nói hoàn toàn là sự thật. Hồi đó ở đại điện tối cao, lão phu đã nhìn ra. Người cũng tin vào những lời vô căn cứ của kẻ độc tài này à? Ta đã nói, các người thực sự không có khả năng phân biệt đúng sai. Những gì ta nói là thật, không bao giờ thay đổi. Ông nói Trấn Bắc Vương bất nghĩa. Vậy để ta hỏi ông, vài ngày trước, một đội quân gồm 200.000 mãn châu xâm chiếm Đại Chu. Đại Chu đã cử ai ra tiền tuyến chưa? 200.000 quân. Vương gia dẫn 3.000 kỵ binh dòng tuyết đi chặn địch. Trận chiến đã giết chết 100.000 quân địch. 3.000 kỵ binh, không còn một ai trên chiến trường. Xác của các chiến binh Bắc Lương ở khắp mọi nơi. Nhưng lại nói Trấn Bắc Vương bất trung. Hả? Sau trận chiến, Trấn Bắc Vương không hề lơ là, sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo bất cứ lúc nào. Còn các ngươi đang làm gì? Ông đã cử người lẻn vào Bắc Lương để ám sát Trấn Bắc Vương. Hành vi bất chính. Người bất công phải là các ngươi. Các ngươi không được tin vào những điều vớ vẩn đó. Hôm đó, tại đại điện, Trấn Bắc Vương bỏ qua nghi lễ, khinh thường hoàng quyền, để Lý Ngọc Thành sử dụng khí ẩn bắt bệ hạ làm con tin. Đừng nói bệ hạ phái người đi ám sát, cho dù có dẫn quân đi diệt các ngươi cũng là điều hợp tình hợp lý. Lý Ngọc Thành, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nói về mưu mẹo, ngươi khá thành công. Lý Ngọc Thành, chúng ta trung thành với hoàng đế. Những gì ngươi đã làm trước đây tương đương với mưu phản. Dù ngươi có nói thế nào đi chăng nữa, cũng không thay đổi được. Các đại thần các ngươi thực sự trung thành. Các ngươi có biết cậu hoàng đế này đã làm gì không? Có câu, con thỏ xảo quyệt đào nhiều hang. Ngươi im miệng, nghịch tử còn dám buông lời dối trá. Vì ngươi muốn chết, chấm sẽ thành toàn. Chuẩn bị. Muốn động đến thái tử, để ta xem ai dám. Sợ cái gì? Trấn Bắc Vương bị thương nặng, sức chiến đấu không còn tốt như trước. Nếu là quá khứ, thì chấm thực sự có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, chẳng có gì phải sợ. Lý Ngọc Thành, Trấn Bắc Vương, các người chết rồi, còn đứng đó làm gì? Mau tiêu diệt bọn chúng, không được tha cho chúng. Lý Ngọc Thành, hôm nay người khó lòng trốn thoát. Trấn Bắc Vương, cô đã bị thương. Nếu quý vị xem trên điện thoại, nếu đầu hàng vẫn còn cơ hội sống sót. Đầu hàng đã muộn rồi. Lý Ngọc Thành, nể tình chúng ta là cha con, nhưng vì cách cư xử của ngươi, lần này đừng trách ta. Phụ tử tình thân. Giỏi cho câu phụ tử tình thân. Cầu hoàng đế, lần đầu tiên ông lợi dụng mẫu thân của ta để đoạt lấy ngai vàng, sau đó ông liên thủ với người ngoài tàn sát mẹ ta. Lý Trường Hà là kết quả của ông và cùng nữ đó. Ta đã nói mà, hoàng hậu đột ngột qua đời vì bạo bệnh, chắc có điều kỳ lạ. Ông nhìn bổn thái tử lớn lên từng ngày, sợ rồi phải không, nên đã muốn giết ta. Dĩ nhiên ông luôn giao giảng đạo đức, chỉ vì muốn che đậy bản chất xấu xa. Đây không phải việc chấm làm. Các người không biết sao? Các người định tin lời nó. Thái tử điện hạ, sao lại phí lời với họ làm gì? Đám phế vật này, bản vương chỉ cần một kiếm. Một kiếm? Trấn Bắc Vương có quá tự tin không? Khiên và kiếm này đều là từ đồng thau, ngay cả kim cương cũng khó xuyên qua. Cô nghĩ họ chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Cô có thể làm gì được? Vậy sao? Thế thì để bản vương thử mới biết được. Vương gia, đối phó với lũ gà chó này không cần cô ra tay. Lực lượng đặc biệt Bắc Lương mang lại sự bình đẳng cho mọi loài. Hôm nay, ta sẽ cho các người thấy siêu việt vật lý là gì. Thái tử điện hạ, chỉ có 10 người. Thái tử điện hạ, không còn nhân lực nào khác sao? Ta sợ rằng 10 người này không đủ. Vậy là quá đủ để đối phó với chúng. Quá đủ? Đúng là lấy trứng chọi đá. Người cũng hài hước đó.
phụ hoàng, những người này. Còn đã gặp ở Bắc Lương Lý Ngọc Thành, hắn nói có thể một chọi trăm là do chính tay hắn huấn luyện. Nhưng không tập ngựa và đấu kiếm. Chỉ vì một tô mì mà đánh nhau. Cổ nhiên, không có gì to tát. Quân lính, hành động. Chẳng lẽ Lý Ngọc Thành thật sự dám đánh lại sao? Sắp xếp một hồi. Con át chủ bài cuối cùng của ngươi chỉ có 10 người thôi. Bổn cung thực sự không biết có nên khen ngợi sự ngây thơ của ngươi không? Hay gọi ngươi là ngu ngốc? Ha 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 ha. Ngươi biết mình chắc chắn sẽ thua, nên tóm lấy 10 người cuối cùng này để cùng ngươi xuống địa ngục. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không? Ngọc Thành, ngươi còn chúc trẻ. Nếu ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ lần này, nếu ngươi mang theo toàn bộ quân Bắc Lương, chấm có thể sợ hãi. Nhưng ngươi chỉ mang theo vài người, ngươi nghĩ bọn chúng cầm vũ khí là có thể thắng sao? Buồn cười quá. Đối phó với đám phế vật, mang đến 10 người là quá nhiều rồi đó. Các vị, có nghe thấy không? Hắn không thể nói gì hơn, ngoài việc kiêu ngạo như vậy. Cũng muốn giành chính quyền. Cũng muốn giành chính quyền. Nghịch tử, Trấn Bắc Vương, hôm nay chấm đã cho người rất nhiều cơ hội, vì ngươi quá bướng bỉnh. Thế thì đừng trách chấm vô tâm. Binh lính, tiêu diệt những kẻ phản bội này. Bất cứ ai lấy được đầu của Trấn Bắc Vương, chấm phong quan nhất phẩm. Ai giết được nghịch tử Ngọc Thành, chấm thưởng 10 vạn lạng vàng. Tất cả thành viên của đội đặc nhiệm nghe lệnh, sẵn sàng khai hỏa. Người sẽ chết. Sự tội nhục của bổn hoàng tử qua nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng được giải. Nếu quý vị những người này chắc chắn sẽ chết. Đây là số phận của bọn phản bội. Nữ nhân vô tội, khi các người xông lên, đừng làm tổn thương con gái của ta. Khai hỏa. Sao có thể thế được? Vũ khí ẩn đó, nó có thể phá dễ dàng. Kiếm và khiên không là gì cả. May quá, con gái không sao. Chỉ 3 ngày, khả năng sát thương của những người lính Bắc Lương này lại kinh khủng vậy. Có phải vì những vũ khí này? Thái tử điện hạ, những vũ khí này lợi hại quá, không khác gì một vị thần, không thể ngăn cản. Tốt rồi, đây chỉ là bài tập cơ bản thôi. Cầu hoàng đế, sao còn không xuống đây? Sợ cái gì, cái thứ phế vật, tất cả chuyện này, chấm đã dự đoán trước. Lý Ngọc Thành, ngươi quả nhiên có năng lực, nhưng tất cả chuyện này, chấm có thể nhìn thấy rõ ràng, vũ khí ẩn của ngươi về cơ bản đã được tung ra, tiếp theo ta muốn xem ngươi đối phó với cung thủ như thế nào. Mặc dù những cung thủ này không có gì đáng sợ, chỉ cần lấy vũ khí bí mật của mình ra, sẽ dễ dàng tiêu diệt tất cả. Nhưng đột nhiên ta nghĩ ra một trò chơi thú vị. Cung thủ sao, sao vậy? Phụ hoàng, lại có kế hoạch dự phòng thế. Ta thực sự lo lần này. Phụ hoàng, người không bị thu hút bởi những vũ khí này của con sao? Nhi thần sẵn sàng giao cho phụ hoàng, xin phụ hoàng cho nhi thần đi khỏi đây. Giờ ngươi mới biết điều này. Muốn sống sót? Muộn rồi. Lý Ngọc Thành, ngươi cho rằng bản thiết kế vũ khí ẩn này là chân bảo sao? Chỉ mình ngươi Lý Ngọc Thành mới có sao, bổn cung cũng có nó. Vũ khí ẩn, ái phi, nói thật sao? Nhanh lên, cho chấm xem. Trước khi rời cung, ta đã tiết lộ bản thiết kế vũ khí đều cho Lý Công Công. Hắn đúng là tên tay sai đã cướp nó đi. Gặp lại hắn, phải xử hắn tại chỗ. Không thể được, tuyệt đối không thể được. Bổn thái tử đã giấu những bức vẽ đó rất bí mật. Sao các người có nó? Nếu ngươi không tin, bổn cung sẽ khiến tên phế vật ngươi hoàn toàn bỏ cuộc ngay hôm nay. Lý Thiện Âm, mang đồ lên đây. Mang lên. Đây thực sự là quả bom hẹn giờ ta đã gài trước đó. Có trò hay để xem rồi. Lý Thiện Âm à, Lý Thiện Ân, ta đã rất tin tưởng ngươi. Kết quả là ngươi đã phản bội ta. Ngươi thực sự đã phản bội ta. Thái tử điện hạ diễn xuất đỉnh cao. Hắn đã nói với ta, có một quả bom trong hộp này, không phải bản vẽ. Thái tử điện hạ, đến đường cùng thì buộc phải thấp hèn.
không còn được quay lại. Tốt hơn hết người để lo lắng cho bản thân mình. Lý Thiện Âm, ngày đó Tam Hoàng Tử đã bỏ rơi người. Thái tử Điện Hạ tốt bụng nhận ngươi về. Ngươi không phải người. Giá ra, chỉ chọn con đường đúng đắn nhất thôi. Chỉ chọn người mạnh nhất. Tam Hoàng Tử, Lão Nô đã hoàn thành sứ mệnh. Đánh cắp bản thiết kế vũ khí ẩn giấu của Lý Ngọc Thành. Từ nay chúng ta có thể tự làm lựu đạn và AK rồi. Lý Tổng Quản, đợi xong chuyện này, là người đầu tiên bổn hoàng tử sẽ cân nhắc cho vào tứ trụ. Trương Hà, ngươi làm tốt lắm, thực sự rất tốt. Trấn Bắc Vương, Lý Ngọc Thành, hãy phóng to khoảng 1.7 để có trải nghiệm tốt nhất. Các người chưa bao giờ nghĩ đến phải không? Bản thiết kế của loại vũ khí ẩn giấu này cuối cùng lại rơi vào tay bổn hoàng tử. Bất ngờ, thật bất ngờ. Ta cần đổ thêm dầu vào lửa, khiến tên ngốc đó nóng lòng mở hộp để bom nổ. Lý Trường Hà, đừng nghĩ đến việc lừa dối ta. Ngươi lấy một chiếc hộp, nói đó là bản thiết kế vũ khí, đang lừa ai vậy? Ngươi nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc sao? Đây hoàn toàn không phải là một bản thiết kế vũ khí. Ai đang nhìn trộm là một con chó con. Tên nào chửi ta là chó con? Bình thường, ta sẽ không tha. Lý Ngọc Thành, một tờ giấy chửi xéo thôi, không vấn đề gì. Tam Hoàng Tử, đây dường như không phải là một bản thiết kế. Âm thanh này có vẻ không đúng. Người lấy đúng chứ? Lão Nô đã tận mắt nhìn thấy Lý Ngọc Thành để bản vẽ vào đây. Lũ ngốc. Lý Trường Hà, mau ném cái hộp đi, sợ có bom ở đó. Hết rồi, bị lộ rồi. Lý Trường Hà, đồ phế vật. Người thực sự đã đánh cắp vũ khí của ta. Nếu người không muốn chết, mau trả lại cho ta. Không được vứt. Lý Thiện Âm, mau ném nó đi, không được. Đưa cho ta. Đây là một cơ quan. Nếu mở được nó, sẽ thấy bên trong. Không vấn đề, ta là người thông minh. Ai dám chạm vào ta? Lý Công Công, ném đi. Ném ra ngoài. Trương Hà, ném đi nhanh, không được. Nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuất không? Đã hết giờ, đến lúc lên đường rồi. Chạy đi. Trương Hà, ngươi ổn chứ? Lý Ngọc Thành, tên địch tử, ngươi nghĩ sẽ ổn khi trốn vào con quái vật đó sao? Hôm nay, chấm cũng sẽ giết con quái vật đó. Cung thủ đâu, bắn tên. Không chết. Thái tử Điện Hạ, ta nên làm gì? Chúng ta trốn trong này sẽ thành ngọn đuốc. Một khi họ tấn công, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Thái tử Điện Hạ, phòng thủ thụ động như vậy không phải cách hay. Đợi cho đến khi họ bắn xong lượt bắn đầu tiên, ta sẽ xông ra chiến đấu tìm đường thoát. Bước ra, từ từ, không được bước ra. Bổn thái tử còn có một vũ khí chưa lấy ra, hãy xem ta đây. Thái tử Điện Hạ, đây là cái gì? Máy bay không người lái. Máy bay không người lái, tại sao ta không hiểu ngươi đang nói gì? Xem tiếp thì biết. Da của con quái vật này quá dày, bắn tên, bắn hết tên. Thái tử Điện Hạ, vũ khí này đúng là quá lợi hại, giống như thiên binh thiên tướng. Đẹp trai quá. Đẹp trai sao? Đó mới chỉ là một chút đẹp trai. Thái tử Điện Hạ, mặc dù vũ khí của ngươi rất thần kỳ, dễ dàng tiêu diệt quân đội đế quốc, nhưng đối với Mãn Châu thì khác. Binh lính của họ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu và có hàng triệu người. Thác Bạt Bồ Tát chắc chắn còn mạnh hơn, được mệnh danh là chiến thần. Hắn đích thần dẫn đại quân,
chỉ có tập hợp sức mạnh đế quốc mới chống lại điện hạ, không được xem nhẹ chuyện này. Có một khái niệm cô cần phải biết. Khái niệm gì? Chiến tranh hiện đại không bao giờ phụ thuộc vào số lượng, mà dựa vào công nghệ cao. Công nghệ cao, đúng vậy, đừng nói là quân Mãn Châu 1 triệu người, dù là hàng chục triệu, những người cầm kiếm và cưỡi ngựa, bổn thái tử chỉ cần một tay. Thái tử điện hạ, sao lại tự tin như vậy? Mấy ngày nữa, bổn thái tử sẽ cho cô xem. Trấn Bắc Vương đừng lo, thái tử điện hạ lợi hại lắm, ngài ấy nói được, nhất định sẽ được, vẫn là tư thông minh. Đội trưởng đội đặc nhiệm nghe lệnh, cùng bổn thái tử bắt tên hồn quần đó. Bệ hạ, đừng lo lắng, việc Lý Ngọc lên ngôi làm biếu phản, ngay cả bị hắn kiểm soát, chúng thần cũng không khuất phục. Đúng vậy bệ hạ. Bệ hạ, Đại Chu có 36 thành ở Bắc Lương, 13 vương quốc lớn, họ chiếm đóng một phương, binh lực lớn, sức mạnh có thể tiêu diệt kinh thành, chắc chắn sẽ dẫn quân dẹp loạn. Bệ hạ, Trấn Bắc Vương cấu kết với Lý Ngọc Thành là đại nghịch bất đạo, Lý Ngọc Thành đến, thần sẽ đấu với hắn đến cùng. Đúng, đấu đến cùng, đấu đến cùng. Ái Khanh, tốt. Chấm có cách. Bệ hạ, cái này là... Không sai, đây là thứ trong đại điện, hắn đem nó ra nhưng không nổ, gọi là lưu đạn. Một khi phát nổ sẽ chết. Hôm nay chấm sẽ cho các người biết cảm giác bị đánh bom là như thế nào. Đến gần Lý Ngọc Thành, nếu cho lựu đạn nổ, chắc chắc hắn sẽ chết. Vẫn còn cơ hội cho chúng ta. Của lựu đạn này sẽ được sử dụng như thế nào, chấm đã thấy lần trước. Hôm nay, chấm sẽ dạy ngươi. Không phải tất cả các ngươi vừa hét lên chiến đấu đến chết sao? Ai đến trước? Ra đây, bệ hạ, chuyện này, có thần. Tốt. Ai muốn trung thành với phụ hoàng ta như vậy? Muốn đồng quy vô tận với ta? Ngươi, không phải ta. Ngươi, không không không, không phải ta. Đó là ngươi, không không không. Không phải. Phụ hoàng, nhìn xem, làm hoàng đế đã lâu, không ai sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ vì ngươi. Đúng là hèn nhát. Nghịch tử, cho dù có trở thành hoàng đế, vậy thì sao? Thiên hạ này, ai sẽ vâng lời ngươi? Phụ hoàng, xin đừng để tâm điều này. Yên tâm, bổn thái tử luôn đối với mọi người công bằng. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ khiến tất cả đầu hàng ta. Khẩu khí lớn lắm. Lý Ngọc Thành, ngươi đã tra tấn cả huynh đệ của mình, kiêu ngạo và ngang ngược. Ngươi có tư cách gì? Nếu ta là ngươi, ta đã biến mất từ lâu rồi. Lý Ngọc Thành, không phải ngươi nói thuyết phục người bằng lý trí sao? Ngươi lại bắn người khi người đó không đồng ý. Đây là loại chân lý gì? Khẩu ấy cây trong tay ta, chính là chân lý. Còn phụ hoàng thì sao? Chân lý bây giờ nằm trong tay nhi thần. Chỉ có một người đầu hàng ngươi. Lý Ngọc Thành, nếu ngươi có năng lực khiến tất cả quan lại quân sự đầu hàng ngươi. Có vẻ như ngươi rất tin tưởng vào các quan chức của mình. Tất nhiên rồi. Vương gia, cô có nghĩ họ sẽ đầu hàng bổn thái tử? Trong lịch sử luôn có một vài kẻ cứng rắn. Chúng thường chết để ghi tên mình vào lịch sử. Nhưng ta nghĩ họ sẽ đầu hàng. Còn tư thì sao? Việc này ta cũng không biết. Mặc dù họ nói như vậy nhưng bổn thái tử lại không nghĩ vậy. Tất cả những kẻ cứng rắn trong lịch sử đều có chứng kiến. Cá là họ sẽ không chết. Nhưng hôm nay hoàng tử không đồng ý. Đến đây, toàn bộ đội đặc nhiệm Bắc Lương nghe lệnh. Lý Ngọc Thành to gan, mau dừng lại. Chẳng lẽ muốn giết hết văn võ bá quan sao? Ngươi dùng những thứ này để đe dọa bổn cung. Bổn cung tuyệt đối, chuẩn bị. Ta đếm đến ba, người nào không quỳ, bắn tất cả. 1. Thái tử điện hạ, bổn cung từ nhỏ đã nghĩ ngươi là người đàn ông tốt nhất, tương lai nhất định sẽ làm nên đại sự. Nếu ngươi không phiền, ta sẵn lòng phục vụ ngươi. Cô, bổn thái tử cũng nghĩ vậy. Trường quý phi rất biết thời thế. Giỏi lắm. 2. Lý Ngọc Thành, đếm. Đếm đi. Hứa thừa tướng là trụ cột vững chắc nhất của đất nước ta. Hắn sẽ không bao giờ quỳ. Đúng vậy, ta cả đời chỉ trung thành với hoàng đế hiện tại. Người khác tuyệt đối không thể yêu cầu ta quỳ xuống. Mặc dù hứa thừa tướng bị mù, chọn nhầm chủ, nhưng về lòng trung thành, không có gì bàn cãi. Hứa đại nhân của thực là đại thần mà chấm tin cậy nhất. Của nhiên chấm không nhìn ai, đó là một cơ hội tốt, hãy hành động. Điện hạ cẩn thận, cha bỏ xuống, đừng làm loạn nữa. Nghịch tử, ngươi chết rồi, hứa đại nhân, hãy làm nhanh lên. Bệ hạ, ngài đang nói gì vậy? Thái tử điện hạ là con rể của lão thần,
sao thần có thể ra tay được? Hứa Trung Du, ngươi có ý gì? Thái tử à, Hứa Trung Du chỉ trung thành với quyền lực đế quốc, trung thành một mực, không có suy nghĩ thứ hai. Thần đề nghị ngài lên ngôi ngay hôm nay, làm chủ quần chúng, bằng cách này thần có thể trung thành với ngài ngay lập tức. Thần khẩn cầu Thái tử điện hạ lên ngôi hôm nay. Hôm nay mời điện hạ lên ngôi. Thần khẩn cầu Thái tử điện hạ lên ngôi hôm nay. Ngươi. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ai khanh miễn lễ, bình thân. Tạ bệ hạ. Đã chọn một ngày tốt lành cho bệ hạ. Tổ chức lễ đăng quang. Chiến tranh Bắc Lương vẫn chưa kết thúc. Hàng triệu quân Mãn Châu đang nhu hổ đói. Chấm không có ý định tổ chức lễ đăng quang. Dù có tạm thời giành được ngai vàng, vậy thì sao? Tất cả người Mãn Châu, ai nấy đều giỏi chiến đấu. Cuộc chiến giữa Đại Chu và Mãn Châu, nhìn đâu cũng là dòng sông máu, ông là phế vật. Nên mới vậy, cách đây không lâu, những gì ngươi đã làm ở Bắc Lương, sứ thần Mãn Châu tới kinh thành cách đây vài ngày. Họ đến để buộc tội ngươi. Vậy hãy để họ vào. Truyền sứ giả Mãn Châu. Ngươi là hoàng đế Đại Chu, Thát Bạt hoàng tử có lệnh. Nếu Đại Chu muốn yên ổn, lập tức nhượng lại 36 thành Bắc Lương, cùng 10 hòm vàng bạc châu báu, 100 cô gái trẻ, và giết Lý Ngọc Thành. Treo đầu trước công thành. Ngươi nói muốn giết ai? Hoàng đế Đại Chu, sao ngươi dám dùng vũ khí để tấn công lén sứ giả? Đại Chu muốn đất nước diệt vong sao? Ta đang hỏi ngươi đó. Giết Lý Ngọc Thành, treo đầu trên công thành cho dân chúng xem. Ngươi vừa bảo giết ai cơ? Nói to lên. Lý Ngọc Thành, không có ai nói cho người biết, chấm là Lý Ngọc Thành sao? Dừng lại. Lý Ngọc Thành, ngươi vừa giết sứ giả Mãn Châu. Một ngày, hàng triệu quân Mãn Châu tiến về phía nam, ngươi sẽ không còn lối thoát. Đại Chu kết thúc rồi, Đại Chu bị hủy trong tay ngươi. Lý Ngọc Thành, ngươi ngu dốt, bất tài, ngay cả cơ hội cuối cùng để làm hòa với Mãn Châu cũng bị ngươi phá hỏng. Đại Chu kết thúc rồi, Đại Chu sẽ bị hủy trong tay ngươi. Chúng anh. Những điều ta vừa nói nãy giờ, ngươi nghĩ sao, hãy nói cho ta biết. Bệ hạ nghĩ thế nào? Thần nghĩ thế, còn ngươi? Ta cũng nghe lời bệ hạ. Chấm biết, các ngươi đang sống dưới cái bóng của Mãn Châu. Khi gặp chiến tranh, hoặc kết hôn hoặc nhượng đất để bồi thường. Từ giờ trở đi, từ lúc chấm ngồi trên ngai vàng này, chấm chỉ muốn các người hiểu một điều. Các hoàng đế trước đây như thế nào, chấm không quan tâm. Chấm là Đại Chu, sẽ không nhượng lại lãnh thổ, không bồi thường, không hòa giải, không cống nạp. Thiên tử bảo vệ đất nước, thiên tử mất, nước mất. Chỉ có 1 triệu quân Mãn Châu, không có là gì. Truyền lệnh, tất cả các văn võ bá quan Đại Chu hướng tới tiền tuyến Bắc Lương. Còn nữa, mang theo 2 tên phế vật này, chấm muốn họ tận mắt chứng kiến chấm tiêu diệt triệu kẻ địch như thế nào. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ, pháo hạt nhân đang trên đường đến. Bệ hạ, đây chính là khẩu pháo hòa bình mà ngài đang nói tới. Không sai, đây là pháo hòa bình. Sức chiến đấu của nó tương đương 100.000 người. Một phát có thể dễ dàng giết chết 100.000 kẻ địch. 100.000. Nói chuyện vô liêm sỉ. Trường Hà nói đúng, đống sắt này rất to và nặng. Hơn 10.000 cân, Đại Chu căn bản không có khả năng di chuyển trọng lượng này. Nghịch tử, ta còn tưởng ngươi có tiềm năng gì, ngươi lại muốn mọi người chôn cùng ngươi. Để có trải nghiệm tốt nhất. 2 con ếch ngồi đáy giếng, thật ngu dốt. Ai nói pháo hòa bình được bắn bằng súng cao su? Lý Ngọc Thành, Đại Chu sắp diệt vong, ngươi vẫn còn kiếm cớ. Bây giờ hãy đầu hàng,
dao đầu của người ra. Có lẽ Đại Chu vẫn còn cứu được. Lý Ngọc Thành, người có thể nắm quyền lực. Người nghiêm túc đấy à? Người muốn chôn cả Giang Sơn Đại Chu sao? Mọi người cũng thấy bản vương. Bản vương ủng hộ bệ hạ vô điều kiện. Bây giờ chỉ còn chưa đến 50.000 quân tiếp viện dám đến thành Vĩnh An. Ngoại trừ đánh cược, không có cách nào. Nếu có tai nạn, ta chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ sự an toàn của bệ hạ trước. Còn những người này, xem như họ đã chết. Được, tất cả mọi người, theo chấm ra ngoài thành Vĩnh An. Nhìn chấm tiêu diệt Mãn Châu thế nào? Báo bệ hạ. Bệ hạ, tất cả các thành viên của lực lượng đặc biệt Bắc Lương đã vận chuyển những khẩu pháo hòa bình này đến địa điểm được chỉ định. Chỉ cần người ra lệnh, có thể khai pháo. Tốt. Rất tốt. Có vẻ như việc huấn luyện những ngày qua không hề vô ích. Họ làm việc nhanh đó. Vương gia à, vương gia. Khi nào đội quân Mãn Châu này sẽ đến? Bản vương nóng lòng chờ đợi lắm rồi. Được lắm Lý Ngọc Thành, quả nhiên người ý gì tốt. Thảm họa đang đến, vẫn hàm bề sắc đẹp. Ngươi thậm chí còn mong chờ quân Mãn Châu tấn công thành. Ước Đại Châu bị tiêu diệt. Đáng chết, Lý Ngọc Thành. Các vị, cùng nhau giết hắn. Bắt lấy hắn. Lấy đầu của hắn. Tất cả chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Hứa thừa tướng. Lý Trường Hà, ngươi có ý gì? Giờ đang chiến đấu. Sao người dám làm xáo trộn tinh thần quân đội, làm mê hoặc đại thần? Bệ hạ, chỉ một Mãn Châu, lão thần. Chưa bao giờ coi trọng họ. Nói rất tốt, Hứa thừa tướng. Chửi nữa thì tốt hơn, chấm bảo người. Hãy xem chấm có thể giết Mãn Cầu bằng một tay như thế nào. Bẩm bệ hạ, bẩm trấn Bắc Vương. Đội quân Mãn Châu di chuyển, hướng tới thành Vĩnh An. Tháp Bạt Bồ Tát sẽ sớm quân địch xuất hiện tại thành Vĩnh An. Tháp Bạt Bồ Tát đến rồi. Chỉ cần hắn đến, hôm nay mọi người sẽ được chôn cùng hắn. Được lắm Lý Ngọc Thành. Vương quốc Đại Chu sẽ bị tiêu diệt trong tay ngươi. Bệ hạ, bản vương đã cảm nhận được khí tức của Tháp Bạt Bồ Tát. Nhưng đừng lo, bản vương sẽ rời thành. Đấu với hắn, Tháp Bạt Bồ Tát, hắn không thể giết bệ hạ. Vương gia, tướng sẽ đi cùng người. Bệ hạ, phải nhanh chóng phái toàn bộ binh lính Bắc Lương ra khỏi thành để chiến đấu. Bệ hạ, chúng ta nên rút vào trong, cứ để 10 vạn quân Bắc Lương. Chỉ hoãn một lát. Có câu, núi cao còn đó không lo thiếu củi. Các nước chư hầu, gửi quân tiếp viện chúng ta, vẫn còn cơ hội lật ngược. Không sai, không làm vậy. Chúng ta đều phải chết. Bệ hạ hãy nghĩ kỹ, bệ hạ hãy nghĩ kỹ. Sao vậy, các người muốn chấm, từ bỏ thành Vĩnh An này sao? Các người định bỏ mặc người lính Bắc Lương sao? Các người muốn ta đầu hàng? Muốn chạy trốn khỏi chiến trường sao? Thần không dám. Không dám, không dám thì ngậm miệng lại. Mở to mắt cho ra, nhìn cho rõ. Xem bản vương ra tay chống lại kẻ địch. Người sắp chết rồi, nhưng vẫn điên rồ. May mắn thay, ta đã chuẩn bị sẵn. Chẳng qua là vì sao ẩn giấu trong quân Bắc Lương còn chưa có phát tín hiệu. Tới rồi. Mời vào. Lý Thiên, tại sao người của ngươi lại ở cùng Tháp Bạt Bá? Lẽ nào ngươi muốn mưu phản sao? Mưu phản? Kẻ mưu phản là cô và nghịch tử. Chính xác, những binh lính này vẫn là người của ta. Ta là hoàng gia chính thống. Các ngươi là loạn thần tặc tử. Chính thống, hoàng gia chính thống. Lại câu kết với Mãn Châu. Đó chỉ là biện pháp hữu ích của ta. Ngày nay, hai bên có chênh lệch lớn về quân sự. Trấn Bắc Vương, cô đã bị hắn cho uống thuốc gì, lại cố gắng chống lại đội quân triệu người. May là, ta có kế hoạch dự phòng qua dấu hiệu bí mật, tượng trưng cho sự cầu cứu ở Bắc Lương ta đã bố trí trước đó. Bí mật giao tiếp với Tháp Bạt Bồ Tát. Sẽ lấy đầu của Lý Ngọc Thành trước,
sau đó đổi lấy một cơ hội cho Đại Chu phục tùng Mãn Châu. Nếu không, Đại Chu sẽ diệt vong. Quy phục Mãn Châu. Bây giờ, đệ tử của Thất Bạt Bồ Tát đã đích thân đến chứng kiến. Chỉ cần các ngươi lấy đầu kẻ phản bội, đầu hàng Mãn Châu, tất cả chúng ta đều có cơ hội sống. Tất cả những gì ta đã làm là để tiếp tục vương triều Đại Chu. Yêu cầu giết một tên phản bội để cầu hòa bình với Mãn Châu. Yêu cầu vương gia giết một tên phản bội để cầu hòa bình. Lý Ngọc Thành, tên cầu tạp trùng, kể lần cuối người lén đánh ta thế nào, cảm giác bị thân tín phản bội thế nào? Trực tiếp giết người, quá rẻ cho người. Ta sẽ chặt chân tay của ngươi, để ngươi tận mắt chứng kiến ta chơi đùa với nữ nhân của ngươi. Ngươi thật ngốc. Lần trước ta đã tha cho ngươi, ngươi vẫn còn dám đến. Ngươi nghĩ ta là món ăn sao? Các ngươi vừa nói gì? Lý Ngọc Thành, ngươi điên rồi. Ngươi hoàn toàn điên rồi. Ngươi đã giết Thác Bạt Bá. Nếu Đại Chu muốn cầu hòa thì sẽ không có cơ hội. Đại Chu sẽ diệt vong. Chúng ta sẽ chết. Lão Gia Hòa, ta biết ông vẫn chứng nào tật ấy mà. Nhưng ta nói với ông, Đại Chu và ta sẽ không chết. Chỉ dựa vào cục sát của ngươi sao? Đúng, chỉ dựa vào cục sát này. Hôm nay sẽ cho ông thấy. Lực lượng đặc biệt Bắc Lương nghe lệnh. Khai pháo. Tuyệt vời quá. Vương gia, hẳn còn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ? Hôm đó ở Bắc Lương, vương gia đã đích thân nói với ta, nếu quân của ta thực sự có thể chiến đấu một chọi một ngàn, vương gia sẽ cưới ta. Thế nào, vương gia sẽ không thất hứa chứ? Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to khoảng 1.3x để có trải nghiệm tốt nhất.